Vậy đi, chia tay với Trinh. Đi ăn cơm lẹ trời. Khỏe mà. Chưa có xem được hả? Giờ like đậm nè Thảo ơi. Đậm nè Thảo ơi. Quần này là mấy chị ơi, cái quần này là 240 cái nha. Có một cái à mấy chị. Cái quần này 65kg ha. 240, quần này là quần chính tết hàng xuất khẩu nè. Đó, có một cái à, 240 cái nha. Đó, cái này là cái đầm to nè, cũng một cái một luôn nè. Đầm này là hàng xuất khẩu luôn. Đó, cái đầm này là cái đầm này đẹp lắm hết ơi. Cái đầm này là khoảng đầm này khoảng 65kg đi. 60-65kg được ha. 55kg sợ rộng á. 60-65kg lấy đầm chốt. Lấy đầm thì chốt đầm. Chia sẻ like dùm Long nha. Mấy chị ơi chia sẻ like đi, Long tặng mấy kiến đầu like cho mấy chị nè. Nghĩa là mấy chị ưu tiên được mua mắt kiến giá sale nha. Có một bao mắt kiến là Long để cho mấy chị nè. Hàng bơm mấy chị cái nè. Nè cái đầm này Long để 230. Cái đầm này Long để 230 là có một cái thôi. Đó, cái đầm này là 230 nha. Cái đầm sơ mi 65kg vừa. Đó, mấy chị nào mới vô chấm chấm đẩy tư mên lên mấy chị ơi. Chấm chấm nha. Chấm chấm giùm Long. Chấm 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 giùm Long nha. Mấy chị nào mới vô chấm chấm bài cho Long nha. Đây là con cái chèo trước này. Cái này có con cái à. À, chia sẻ like dùm Long nha mấy chị yêu. Hello Thanh Tuyền, cái này nhiêu à? Trời. À. Đó, em thấy chị Diệu Ngọc chia sẻ nha. Em thấy chị Thảo ở đây chia sẻ là cảm ơn nha. Chia sẻ nha. Cái này đẹp nè, cái này mắc nha. Đâu? Đây đây. Chốt đơn hả? Gọi điện mi đi. Gọi điện cái mặt đi nhận cho nó chỉ. Cái máy kia đâu rồi? À. Cảm ơn nha, áo 55 đẹp lắm. Dạ cảm ơn chị Nguyễn Dung. Áo 55 đẹp lắm là áo gì ta? Cái đầm này đẹp dở giả mang luôn. Cái này chế châu lên chưa, để dành đi đám cưới nha mấy chị ơi. Để dành đi đám cưới nha mấy chị nhìn nè. Đó. Cái đầm này đẹp giả mang luôn nha. 480 ngàn. Đó. Mà người ta bán là phải 800 nha. Em bán 480 ngàn. 480 ngàn. Đâu hồi nãy cái móc rồi ta. 480 ngàn cái móc rồi ta. 480 ngàn nha. Chia sẻ like đi mấy chị yêu ơi. Bốn trăm tám mươi ngàn cái đầm này, 55-57kg thôi nha, 55kg à. Châu lên chưa ta? Có một cái nha mấy chị. Đẹp không? Đẹp không? 4 trăm tám mươi ngàn.
chưa? Không có áo rồi nè mấy chị. Giờ giờ chia sẻ đi, giờ bắt đầu em sẽ bán đầm cho mấy chị nha. Ủa anh mắc kiến nè. Mắc kiến nha. Đây. Kính nha mấy chị, chia sẻ like đi em chốt cho. Trời, chết mẹ cái kính lỗi rồi. Này ghi lỗi đi. Rồi, kính cận xịn nè mấy chị. Rồi, lên mã cận cho Lon đi. 50 ngàn thôi, 120 đó, để 50. Cận xịn 50. Lấy miếng keo để sẵn giùm. Cận xịn 50. Rồi chia sẻ thì em chốt kính kính thời trang 50. Lên cho Lon mã kính đá 50. Cái này có hộp cho mấy chị luôn. Kính đá 50. Thấy Quỳnh Phương chị ơi. Cái này là hàng xịn nha anh nè ơi nè. Như vậy. Rồi chia sẻ đi mấy chị ơi, chia sẻ like đi rồi ưu tiên cho. Đó, cái này trăm mấy rồi, thôi kệ 60 đi. Kệ đi. Chia sẻ like mới được nha. Chia sẻ like thì Lon mới chốt quà cho mấy chị. Lon mới chốt quà cho mấy chị nha. Kính chờ neo xịn nè. Neo. Lên mã neo nha. Cái này 120 đó, thôi giờ 70. Neo 70, lên mã neo. Là có chia sẻ Lon mới chốt nha mấy chị. Tại vì cái này lại bán tặng nha. Rồi bé con cái luôn. Bé con cái luôn, chia sẻ Lon chốt 40. Mấy chị chia sẻ đi rồi Lon ưu tiên cho quà nè. Có chia sẻ nha. 40 bé, bé kính này Lon á. Bé 40. Bé 40. Cái này số 2 đi, hai cái bé nè. Cái này bé nhỏ, bé lớn gì vừa hết trơn. Nói nó biết mà. Rồi cái này đẹp nè mấy chị. Được không? Bé 2 nha, bé 2. Bé 2, bé 2. Bây giờ đại ba bấm thử cái đây. Đây. Để viết bình luận cho, viết bình luận cho. Thì viết xong thì mới dán. Đâu biết viết đâu. Nail của Nguyễn Tuyết. Nail của Nguyễn Tuyết là 70. Neo Nguyễn Tuyết là 70. Neo là 70. Neo là 70 Nguyễn Tuyết. Mã số 2 40. Mã số 2 40 cho ai có chia sẻ nha. Mã số 2 40. Trời cái cận này đẹp lắm mấy chị ơi, LV nè. Nguyễn Tuyết xin số điện thoại. Đó, chốt đi mấy chị ơi. Chốt nha. Bé 1 là cái đen đúng không chị ơi? 40.000 cho Nguyễn Thị Phạm. Ô Phạm Thị Tâm không có chia sẻ rồi, không được nha. Dung Diễm Quỳnh á, Nguyễn Tuyết là Dung Diễm Quỳnh. Nguyễn Tuyết ơi, bây giờ cho số điện thoại, ngày mai tụi nó ship nha, chứ không có gửi về Bình Chánh nữa nha em. Cho nên là giờ em cho số điện thoại luôn. Đó. Rồi cái này chốt giùm Lon là cái này mã xịn nha mấy chị ơi, mã xịn nha. Xịn 120 để 60. Xịn 60. Xịn 60. Xịn 60. Rồi kính này hết rồi. Xịn 60. Trà nha. Trà nè mấy chị, trà đi. Rồi ai chia sẻ Lon để cái trà 70 thôi. Trà 70 lẹ tay nha. Trà 70. Chia sẻ hoài cô được. Không được hả?
Tại vì cái mà điện thoại nó có cái chỗ chia sẻ. Ngay chỗ cái điện thoại nó có cái nút chia sẻ, bấm chia sẻ công khai nha. Cái này là quà mà cô Tâm ơi thông cảm nha. Cái này đẹp nè mấy chị, bé nhỏ nha, bé. Bé đen đi, ơi, bé đen. Bé đen, bé đen. Bé đen nha, bé đen 40. Bé đen 40. Ồ, cái này xịn nha mấy chị ơi, xanh. Mấy chị chia sẻ đã mới được quà nha, thông cảm nha, xanh. Cái này bây giờ em bán 150 em cũng bán được nữa đó, nhưng mà em bán tặng 70. Nghĩa là em ai chia sẻ là ông chốt nha. Tại vì cái này nó có một cái, nó có số lượng, mấy chị thông cảm giùm em nha. Rồi, đây cái kính Fendi nè. Bảy chục. Mã bảy. Bảy chục. Mã bảy. Bảy chục. Mã bảy. Mã bảy. Ai chia sẻ lâu đọc nha. Mã bảy. Thường thường ai làm à? Không, thường thường nè táo nè. À. Mã 7. Ồ, nam đựng cái nè. Viên Châu kính bé số 2 là cái gì ta? Kính bé số 2 là này hả chị? Nè đúng rồi. Nè cái này nè. Có một cái à. Rồi 40 ngàn cho Duyên Châu. Kéo keo á. Ịnh lên đây nè. À dán keo luôn hả? Rồi Duyên Châu 40. Nam. Nam là cá sấu nha mấy chị ơi. Nam. Nam tặng 70. Nam 70. Nam 70. Nguyễn Lành nam 70. Nguyễn Lành nam 70. Không phải hả? Không phải thì đâu có cái nào nữa đâu. Đâu có cái nào nữa đâu. Duyên Châu ơi, đâu có cái nào bé nữa đâu em. Người lớn không à. Không có nào bé hết nha. Vậy bỏ lại, Duyên Châu bỏ lại. Nguyễn Dung Nam. Giờ sao nữa? Nguyễn Dung Nam. Giờ bấm lên. Chưa bấm hả? Ý là còn. Sạc chưa vào còn. Giờ dày hỏi bấm sao chứ đang like mà. Sạc dự phòng quá hả? Sợi dưới phòng hả? 60 còn 3 cục này chị ơi. Cái này là cận nha mấy chị yêu nha. Cận. 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 Cái gì? Nam có một cái chốt rồi mà sao thì đâu nữa. Mà mắc gì Nguyễn Dung? Nguyễn Dung comment cái gì đâu mà Nguyễn Dung? Ý là người ta mua mình mới xin số điện thoại chứ em. Giờ coi với bấm gì nữa. Trên đây chưa hiện nè. Bắt đầu mình bấm đẩy lên, đẩy lên xong rồi bên đây mình mới ghim. Chưa đẩy lên mà. Cho nó là đã mở rồi, mình cái fanpage gì đi. Ở trời. Cái nào mình làm rồi mình biết, mình không có làm không biết gì nổi nữa. Thì nào mà nó hiện lên đây mới được. Nghĩa là nó bấm xong bắt đầu ghim. Nó chạy lên, nó chạy comment ở đây nè. Nguyễn Lành gửi chung với em. Ừ, Nguyễn Lành chung thảo ở đây ha. Rồi cận nè mấy chị yêu ơi, cận nha. Cận cận này á là 120 thôi kệ, để 60 đi. Cận 60 mấy chị yêu ơi. Cận 60, cận 60.
cận 60. Sạc 60 chị ơi, lấy mấy cục thì báo em đi. Này đá 50, đá 50. Đá 50, đá 50. Rồi nam còn cái chị yêu ơi. Nam 70. Đúng rồi. Nam 70. Nam 70, nam 70. Nam 70. Nam 70 để đây nha. Nam 70. Chia sẻ like cho mấy chị ơi. Nam cho Nguyễn Tuyết. Đâu mất rồi. Nam 70 cho Nguyễn Tuyết. Ủa nãy nam nhiêu ạ? Ừ đúng rồi. Ồ cái kính này đẹp mấy chị. Nam Nguyễn Tuyết rồi nha. Cái này bây giờ mấy chị 350, bây giờ em biết bán nhiêu, bây giờ 100 mới bán nha. Tại vì vừa rồi like 150 thì bây giờ 100 mới bán nha mấy chị yêu nha. Mấy chị bấm kính rồi đẹp, đẹp lắm. 100 mới bán nha mấy chị ơi, cái này đẹp lắm. 100. 100. Trời cái này có 1 cái à, lên mã số 1 nha. Trà nè, đẹp lắm, lên mã 1. Này có mấy cái, 1 cái, 1 cái à. Cho nên em mới bán tặng cho mấy chị nha. Đó, lẹ nha mấy chị ơi, số 1. Bây giờ là like hàng hiệu nha chị Nguyệt Lê ơi, em có láo dài đâu nha. Đây, số 1 60 tặng cho mấy chị đây. Người nào nhanh được nha. Chị thêm đinh lấy kính 100. Chị thêm đinh có kính xịn. Chị thêm đinh có kính xịt. Rồi 60 ai chia sẻ lòng chốt. Cái này là ai chia sẻ lòng mới chốt nha. 60. 60. Trời ơi cái kính gu xì này mắc tiền mấy chị ơi, 120. Bây giờ 70.000 ai lên cho em mã 7 nha. Mã 7. Đó, tối lai đầm không à. Đúng rồi chị. Em lai 2 tiếng em nghỉ rồi nha. Rồi đầm ủa quên 70 mã 7. Mã 7 70. Mã 7 70. Mã 7 70. Chị Châu lên chưa ta? Lên ăn lên áo sức cho chị coi chút nè. Mã 7 70. Mã 7 70. Còn này mã 8 nha, mã 8 60. Chia sẻ like mấy chị ơi. Rồi, mã 6, mã 6. Ủa mã 8 60. Mã 8 60. Mã 8 60, mã 8 60 Thảo AD. Mã 8 60 cho Thảo AD. Là tức là này em sẽ đang chốt quà cho mấy chị nào có chia sẻ nha mấy chị yêu nha. Rồi, mã xanh. Cái xanh này là hàng xịn nè mấy chị, 350 nè. Đó, xanh ha, 60 ai chia sẻ lòng chốt cho. Xanh 60. Chào chị Cương Kim nha, xanh 60. Mã xanh 60. Mã xanh 60, 60. Mã xanh 60. Rồi hết kính rồi mấy chị ơi. Dạ cảm ơn chị. Ủa này đẹp quá trời luôn. Mã đẹp em xin tặng 60 luôn nè, kệ đi. Mã đẹp 60 luôn nè. Mã đẹp 60 luôn đi. Đó, em bán 120 đó mấy chị thấy không? Rồi, em xin tặng mã đẹp 60. Câu tiên cho người cái kính hiệu này đó đi. Nha, 100.000 một người đi nha. 100.000 cho người đó đi. Một người thôi nha mấy chị yêu nha. Kính này đó tới 300 mấy Fendi. Rồi mấy chị bấm 100 là ra nha. Cái Fendi. Rồi 100 kính hiệu 100. Bé 40 cho ai chia sẻ nè, bé 40 kính xịn. Đây 40. Rồi bé 40. Trọng Hòa không có chia sẻ chị ơi, không có chốt được. Thông cảm nha. Có chia sẻ thì lâu mới chốt quà được mấy chị. Thông cảm nha. Rồi.
Phương Quỳnh bé 40. Phương Quỳnh có hai cái lấy hết không? Rồi ưu tiên 40 Phương Quỳnh. Phương Quỳnh bé 40. Cái này ra cái gì Ray-Ban nè, Ray-Ban. Này mấy chị cái bẻ cái gọng nó không gãy rồi. Cái này là kính Đài Loan á mấy chị. Ừ lấy hết nha. Nè kệ đi, nè chụp bỏ vào đi khỏi bao hộp. Nè mấy chị ơi, cái này Loan sale tặng cho mấy chị là lên cho Loan mã cận nha. Mã cận. Hết rồi. Đó, ta kêu lấy hết rồi mà biết đâu con. Rồi cận sale 40. Em bán tặng cho mấy chị một cái duy nhất nha. Cận 40. À cái đó là ai khỏi bao hộp nha, cái đó là bán tặng. 40 cận. Cái này cũng mắc nữa nè mấy chị, bẻ ông gái mà nè. Cái này xanh nha. Không, phải chia sẻ mới được. Nguyễn Lành, cận Nguyễn Lành. Cận Nguyễn Lành. Mấy chị không chia sẻ em có đọc tên đâu nha. Rồi xanh 40, người nào chia sẻ mới được nha mấy chị. Xanh 40, cái này 120 bán xanh 40. Xanh 40. Chốt quà nha mấy chị ơi, cái này là xanh 40. Em chốt quà thì mấy chị có chia sẻ luôn mới đọc nha. Xanh 40 tặng nè. Cái này là đẹp quá trời luôn, mã 1. Cái này nha, cái này nó nhám nè, đen nhám đẹp lắm. Đó. Mã 1, mã 1 sale tặng 40. Mã 1 40. Mã 1 40. Xanh 40 tặng luôn. Không chia sẻ là không có đọc đâu nha, tại vì cái này là quà của em mà. Ưu tiên. Thì lúc mà cầm lên là em phải chốt liền. Chứ bây giờ người ta đã lấy rồi. Lúc mà Loan nói là em bấm số 1 liền là lúc đó Loan chốt. Hồi nãy người ta cầm lên hai cái, người ta nói số 2, tự nhiên em bấm số 1. Rồi thôi, đâu biết cái nào đâu chốt. Tại nãy Loan nói cái này có hai cái bấm số 2 nha, cái em bấm số 1. Cái số 1 cái chị được cái số 1, cái em nói không phải thôi, Loan biết cái nào nữa đâu. Tại cái đó là hai cái Loan nói ai lấy số 2 nha. Cái em không chịu lấy. À, không chịu lấy thì mất lực chứ sao giờ. Chị đâu có biết đúng cái nào của em đâu. Duyên vỏ vỏ lấy mã 1. Viên vỏ vỏ lấy mã 1, 40. Đen nhám. Viên vỏ vỏ có chia sẻ. 40. Rồi mã xanh 40. Cái này đẹp lắm mấy chị ơi, màu trà. Nè. Đó, 350 Loan chốt 60. Trà 60. Trà 60, chị Linh bạch mã 1 hết nha chị ơi. Linh bạch hết nha chị. Này, khác. Khác. Cái này khác. Nhưng mà kệ chốt luôn đi. Thôi kệ đi, số 2 40 luôn. Thủy Đoàn. Đó. Trà cho Thủy Đoàn. Ôi Thủy Đoàn không chia sẻ rồi. Xanh 40 Thoa Quỳnh có chia sẻ. Xanh 40 Thoa Quỳnh có chia sẻ. Thủy Đoàn không chia sẻ rồi. Rồi số 2 40 tặng luôn. Mấy chị chia sẻ mới được nghe. Cái này là Loan nói thiệt lòng. Tại vì cái này đầu like Loan đâu có bán mắt kính đâu. Loan chỉ tặng đầu like cho mấy chị nào chia sẻ nha. Thành ra là thông cảm giùm Loan. Ai có thì mới được. Trà 60. Trà 60. Trà 350 bán 60. Trà 60 để đây nha. Trà 60 có chia sẻ, có logo chia sẻ mới được nha mấy chị ơi. Ủa mấy chị ơi, chốt cho Loan là màu mật ong là rất là đẹp nha. Sớ gỗ 120 đó, 60.000 mật ong. Cái này giả cận đẹp lắm. Mật ong 60, trà 60 nha. Trà cho Nguyễn Tuyết nè. Trà cho Nguyễn Tuyết nè. Ê, trà Thi Nguyễn trước, trà Thi Nguyễn trước, xin lỗi nha. Trà Thi Nguyễn trước, thông cảm giùm Loan nha Nguyễn Tuyết ơi. Thi Nguyễn trước là ta có chia sẻ đó. Thi Nguyễn trước. Bỏ cái Thi Nguyễn trước thông cảm nha. Rồi, cái này là gì ta? Cái này là mã mật ong. Cái màu mật ong em để riêng nha. 60. Nè cái này cũng trà nhưng mà này 7 đi nha, mã 7 đi, 70 đi. Thi Nguyễn ơi cái này đẹp nè em. Italy nè. Đó. Thi Nguyễn ơi ok đi, Loan chốt mã 7 nha mấy chị ơi. Mật ong Ngân Phạm 60. Mật ong Ngân Phạm 60. Mã 7 70. Mã 7 70 nha. Mã 7 70 nha khách ơi.
Mã 770 đẹp xỉu luôn. Mã 770. Rồi xong cho em lên áo nha. Rồi mấy chị vô đầy đủ đi rồi em lên áo cho mấy chị. Mấy chị ơi, mã 770 có chia sẻ đi lâu chốt quà cho. Rồi cái này sale 40 luôn cho mấy chị nè. Mã 7 hoa hồng không có chia sẻ nha chị. Hà Anh Nguyễn ơi, chị cũng có chia sẻ, chị cũng đồng cảm giùm lon nha. Rồi mã này là mã bé 40. Kính này lon nha mấy chị ơi, kính này lon hàng xịn nè. Bé 40, bé 40. Mã bé 40. Mã bé 40. Cái gì? Ủa, có số điện thoại mà kỳ vậy? Hả? Có số mà. Khách cũ mà. Có số điện thoại mà. Có không? Ta khách cũ mà. Không có hả? Rồi cái Fendi này đẹp nè, Ngân Phạm mã 7. Ngân Phạm mã 7 70. Ngân Phạm mã 7 70. Hồng Nguyên mới chia sẻ thông cảm, Nguyễn Lành có nè. Nguyễn Lành có nè. Này Nguyễn Lành 40. Rồi cái này Fendi nè, mã 8 đi mấy chị ơi, kệ đi. Đẹp xỉu luôn. Đó. Mấy chị cái này là em không có bán nha, nghĩa là quà của em thì mấy chị có chia sẻ là công bằng nha mấy chị nha. Tại vì á, cái này là 350 mà em bán có 60 ngàn thì phải chia sẻ nha. Nên là mấy chị ơi, em không có cái thứ hai đâu. Mấy chị thiệt, nên là thông cảm đi. Chứ bây giờ em biết là mấy chị cũng mua đồ quen nhưng mà không được. Để công bằng nha, người ta chia sẻ mỗi tay người ta mới được quà mấy chị. Rồi cái này cận giùm lon nha. 120 bán 60 cận. Mỹ Hạnh Phạm lấy mã 8. Mở ra có nhiêu tiền? 60. Rồi mã cận 60 luôn. Cận này cận xịn nha. Cận xịn. Cái này lô chốt nâu vuông. Nâu 350. Nâu 60 tặng. Nâu 60 tặng mấy chị ơi. Nâu 60. Duy Nguyễn 60 là này đúng không? Duy Nguyễn mã cận 60. Duy Nguyễn có đá được hai cái, bấm số 2 đi. Cái này mấy chị đi biển nè nha. Rồi 40.000 cho hai người. 40.000 cho hai người. 40.000 cho hai người. 40.000 cái nha. Mã số 2 40.000 chốt hai người. Chốt số 2 giùm em 40, chốt hai người có chia sẻ. Chốt số 2. Gửi đồ chưa đang cần. Trăm bít ơi, chiều này có ai điện em chưa? Nếu điện rồi đi rồi, chưa điện chưa đi em ơi. Không có bán nha chị Tươi ơi, cái này là em tặng mà. Cái nào bán là bán. Bán thì chị em chia sẻ chị cũng mua được, nhưng mà nào tặng là em nói tặng nha. Rồi cái này đã có một cái rồi mấy chị ơi. Mã này là mã nâu nha. Mã nâu. Mã nâu. Mã nâu 60. Mã nâu 60, mã nâu. Rồi hết rồi mấy chị ơi, kính hết rồi. Ê, cái này đẹp quá hả? 40.000 cho ai lên mã số 4. Mã số 4 40. Mã số 4 40. Nâu, Hoàng Yến không chia sẻ rồi chị yêu ơi. Mã số 4 40 ai chia sẻ được. Mã số 4 40. Mã số 4 40. Mã này là mã nâu 60. 60 không đi mua được cái hộp nữa nha mấy chị nha. Cái mấy chị em nói luôn là 40.000, 60.000 mấy chị mua được cái hộp, lấy hộp không là 150 rồi nha. Đó. Thành ra là mấy chị cũng chưa điện cho em mà em dặn gửi, vậy là gửi rồi. Em dặn gửi thì gửi rồi. Trời ơi. Chị Châu lên chưa? Em dặn gửi là nó đã gửi rồi nha. Tại giờ Long đang like nên Long không có lên app coi được. Nhưng mà em dặn sao nó làm rồi. Yên tâm đi, gửi rồi á. Tại em cần gấp mà. Em nói đi đơn khỏi gọi, người ta gọi gửi nhanh lắm. Để cho mấy chị nhận hàng. Rồi xong chưa? Hết quà rồi mấy chị yêu ơi. Bây giờ em lên áo trước, còn hồi em lên đầm nha mấy chị yêu nha. Hồi đông đông rồi lên đầm. Áo này là hàng xuất khẩu cho nên thương cái à. Trời ơi đó, thấy không? Đây nè. Cái áo này là cái rồi mấy chị ơi. Nè. À, cái áo này là size này là size số 12 hả? Cũng 60 kg ạ. À. Không, 55 mà 55 kg, 60 kg được nè, lẻ ăn trước nè.
phải không ta? Cái này đẹp dữ lắm chứ trời. Cái này nó mất cái nút hả? Đó. Đẹp lắm nha cái này nè. Rồi hoa. Nâu trần hơn 60, ok. Nâu trần hơn 60. Rồi cái này hoa à, hoa nha mấy chị ơi, hoa nha. Hoa 135. Hoa 135. Rồi cái này là tay phồng. Hoa cho Châu nè. Cái này 135 mã đẹp lắm. Đúng một cái không đụng hàng, bận lên rất là cưng nha. À, mua set của chị vừa ý quá trời luôn. Cương kim. Rồi bây giờ là mấy chị ơi, bây giờ em lên đồ nha. Cái này mà mấy chị chốt đi, cái này 130 nha. Đó. Tặng em cái kính đi, nãy giờ em có comment đâu, lâu đâu có thấy đâu. Đó. Đầm đi Long ơi, rồi ok Long lên liền. Rồi chị ơi chốt giùm Long mã tay phồng 130. Long lên đầm liền cho, tại vì Long lên áo trước nha mấy chị yêu ơi. Ồ cái áo này lạ quá, đúng một cái nè. Cái này á, em nói thật luôn mấy chị, không bao giờ đụng hàng nha. Cái này em lên áo trước nha mấy chị yêu ơi, em lên đầm cho. Mai hết hoa rồi. Khi nào có đèn led à, điều khiển về dạy chưa biết nữa. Ở đâu ra vậy? Mấy cái? Mày đang nợ viên kim hai cái đó. Đang nợ viên kim hai cái, giờ ngân phạm dặn nữa nhớ phụ đi. Em mới nhận hàng này, dạ em cảm ơn chị Dung. 140.000 cái áo này, đẹp lắm. 60 quay đầu, hả? Dư được hai cái hả? Mẹ Duyên Kim dặn rồi, giờ chị này hỏi nữa nè. Em mới vô cho em kính 60 đi, cho mít người ta lấy rồi. Cái nâu người ta lấy rồi, bây giờ còn cái xanh đi trang nè, có lấy lên đi, ok chưa? Kệ đi, lo ưu tiên cho em nè, em có chịu không? Ừ. Cái nâu y chang luôn, mà này là xanh nha. 300 mấy mà Long để có 60 à, xanh. Rồi cái này lên mã xám nha mấy chị ơi. Cái tay phồng nè. Áo bi chị Dung Nguyễn hả? Áo bi chị Dung Nguyễn 140 nha. 140. Cái này là mã sọc. Mã sọc này là size L 65 quay đầu. Ok Ngân, vậy thôi Long ưu tiên cho Ngân nha. Chị Duyên Kim mà biết được là giận chết luôn à. Hôm nay Long xe 70 cho Duyên Kim nha. Xanh cũng được, ok 60 trăm bích. 60 trăm bích. 60 trăm bích. Rồi sọc mấy chị ơi, sọc 65kg mới được nha. Sọc 65kg mới được nha mấy chị ơi. Sọc 65kg nha mấy chị ơi. 130.000. Sọc 130.000. Sọc 130.000. Cái áo màu này rất là tay nha, màu rượu nè. Size M nhưng mà khoảng 58 quay đầu á, 50 đổ lên mua nha. Đúng một cái 140 cho Lon mấy chị ơi. 70.000 cái nhân 2 lên. Em sạc chưa? Để đắt sạc cho đại chỉ. Em về em sạc 8 tiếng em xài là bền luôn nha em. Có nhiều người giờ không biết, không có Lon có dặn về sạc 8 tiếng là xài. Cái này đẹp quá trời, em nói thật lòng với mấy chị áo hiệu nè. Nó đẹp lắm, 58 quay đầu nha mấy chị ơi. 48 đổ lên vẫn được nè mấy chị nhìn nè. Mấy chị mà lên quần trắng quần gì cũng đẹp cho Lon nha. 140, 58kg vừa. Cái nu này là dành cho người nào khoảng tầm 60kg vừa nha. Nu 135, nu đẹp lắm nha, 135. Nu 135. Nu 135. Cái áo này em bữa ai hụt nay mua nha. Cái này là khoảng 60kg vừa là 50 đổ lên. Hôm em hỏi tầm 120 á mà à, không có điều khiển. Ồ của Lon có điều khiển á. Lon bán bữa 85 à. Nhưng mà hôm nay bơm về Lon bán 70. Chị nào về hàng mới tính nữa. Bởi vậy thấy không? Ra ngoài mới biết không? Ra ngoài mới biết tôi thương tôi nha. Rồi mấy chị ơi 60kg vừa. Cái này 140. 140 cái beo sơ mi dài nè. Ở sau nè. Ở trước nè. Cái này em bữa dành quá trời mấy chị nha. 140 cái này. Cái này em bữa dành quá trời luôn. Mấy chị đợi xíu Long đông Lon lên đầm cho nha. Ủa cái trắng này bây giờ trong đây ai bự không? Mấy chị trong đây, mấy chị xe like dùm Lon mấy chị. Đây đó, thấy người ta chia sẻ thành phân cứng luôn kìa. Ngân Phạm nữa thấy không? Người ta nhiệt tình với Lon là. Ủa đâu Hà vậy? Ngân Phạm lấy hết đó nha. Được 4 hả? Mà để ở đâu rồi? Trời ơi đè đồ lên phải không? Kìa chỉ kìa. Đó thấy chưa? Chút xíu nữa bị đòn. Thôi chừa Dương Kim hai cái đi. Để bị đòn. Để ra đi. Ngân Phạm hai cái chưa? Ngân Phạm 2, giờ Duyên Phim 2 là còn nữa không? Em thương chị quá trời.
Có ai? Ờ chị Diên Kim, Diên Kim 70 nhân 2. Mấy chị trong đây có chị nào mà 7-80 tí Lon có được một cái xịn nè. Mấy chị ơi, Lon để 150 thôi, nhưng mà thật sự cái áo này mấy chị ra ngoài bao giờ mà dưới 250 nha. Không bao giờ dưới 250 nha, thật sự đúng một cái xịn quá trời luôn. Trong đây có chị nào mà khoảng 65-75 kg mua nha. Nha, trong đây có chị nào 65-75 kg lượm giùm Lon cái này 150 nha. Đúng một cái mấy chị cho người ta bận với quần rin, quần sọt rất là cưng. Trong đây có cái đen đẹp mấy chị ơi. Áo đen đẹp lắm nha mấy chị ơi, áo đen đẹp lắm nha. Áo đen. Áo đen này khoảng 65 kg vừa nha, 135. Áo đen 135 đúng một cái. Áo đen. Rồi cái này là hoa. Hoa này tầm khoảng 55 kg hả? Cao 60, size S đó. Size S mà nó bự vậy đó. Hoa, hoa 135. Hoa 135. Hoa này là 55, 57, 58 kg được nha. Rồi cái này là trắng nha mấy chị ơi, trắng nè, trắng size S nè. Trắng size S này là khoảng 55, 57 quay đầu nha. Trắng size S 135. Trắng size S 135. Trắng size S 135. Trắng 135 giùm Lon nha, trắng 150, trắng lớn. Ồ cái sọc đẹp nè. Lon lên áo chút xíu à, áo rồi Lon xong lên đầm. Ờ chị Châu lên rồi để lên áo áo thun nam cho chị coi, nó quên. Áo thun nam đâu hết rồi? Áo thun nam á. Để sẵn rồi mà ta. Không. Ở bển nó có nguyên cục vậy là này nè, đúng rồi. Rồi áo nam nữa nè, xíu Lon lên cho. Rồi cái này sọc 60 65 kg vừa. Lên mã sọc nha. 65 kg vừa sọc 135. Sọc 135. Cái này là hồng nha, hồng đẹp nè. Hồng đẹp nè mấy chị ơi. Hồng 135. Hồng 135 57 kg vừa. Sọc cho thêm đinh hả? Sọc 135. Chị thêm đinh đúng cái này thì ok nha. Sọc 135 đúng ok nha, đúng một cái cho chị, vải đẹp lắm. Cái này là sọc xám nha mấy chị ơi, xám này nhỏ nè. XXS là nhỏ xíu luôn á, 55 quay đầu, 40 đổ lên được nè. Rồi cái này là chốt Lon sọc xám nha mấy chị ơi, 135. Trời ơi, đẹp dịu, giả mang. Sọc xám nha em nha. Trong đây có chị nào thích này thì lấy nha. Cái này là kiểu nó modern vậy nè. Khoảng tầm chị Mai đâu trời, 65 kg vừa nha. Ai 60 đến 65 kg thì mua. Ai 60 65 kg thì mua nha, trắng xòe 140. Đúng một cái hiệu. Trắng xòe 140. Nhưng mà mặt nó rủ xuống nha khách ơi. Ồ cái này đẹp nè. Cái này chốt cho Lon mã. Mã lụa nha, cái vải nó là như là ton vậy mà nó lụa là nó đẹp dữ lắm mấy chị ơi, 135.000. 135.000 cái này là lên mã lụa nha. Nhưng mà nó không phải lụa nhưng mà cái chất nó đẹp lắm mấy chị ơi, tại trong bịch nó lấy ra 60 kg 65 kg vừa. 55 đổ lên. Mã lụa 135 nha. Một cái duy nhất em nói thật với mấy chị luôn á, mấy cái này ngoài đẹp lắm. Rồi cái này hồng da hiệu nè. Hồng da nha, hồng da 55 kg hay là nhiêu ta? Hồng da 60 ổn à. 55 quay đầu đi. Hồng da. Hồng da XS nè. Rồi hồng da 135. Hồng da mặn sọt đẹp nha. Hồng da 135. Rồi cái này size nhỏ nhất nè. Rồi cái sơ mi đen này 55 kg vừa nha. Sơ mi đen 135 cái tay nó phồng nè. Sơ mi đen 135 tay phồng. Sơ mi đen là nó mấy chị nhìn nè. Này mấy chị nè. Nó phồng tự nhiên 55 kg vừa nha. Sơ mi đen 135. Chị Châu này đẹp nè, đúng một cái nha, mã số 1. 55 56 kg vừa. 140 mã số 1. 140 mã số 1 nhớ đóng thùng cho Lon nha. 140 mã số 1. Cái gì nhìn lên đồ đi rồi mới biết nó đẹp nha. Chị thấy không? Chuẩn không? Chị thấy không? 55 56 kg vừa. Thoa Quỳnh lấy hồng da. Thoa Quỳnh là cái này đúng không? Thoa Quỳnh là 135 phải ok nha. Chị Châu lấy mã số 1 là 140. Cái này lạ lắm nha chế Châu ơi. Cái này đẹp xỉu luôn nha. Cái này mà phải biết cách mặc đồ, mặc sọt lên cho Lon. Quần bó thôi là đẹp nha. 135, cái này 140.
Đó. Cái này hoa nha. Mã hoa nè, cái dáng độ nó vậy nè. Mã hoa 60 kg vừa, 50 đổ lên. Đó. Mã hoa. Mã hoa 140. Đúng cái luôn. Cái này là màu da. Hai cái nút hai bên là hồng hả? À cái này mới đúng mẹ ơi. Cái này 135, à phải rồi, cũng 135 luôn. Vậy đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, rồi rồi, hiểu rồi. Có hai cái nút bên hông, rồi rồi rồi. Ủa cái này đẹp quá à. Cái này chốt màu kem, hoa nè, màu kem. 135 kem. Cái này 55 thôi nha. 40 55 thôi nha. Đó. Mã hoa cho viên kim là cái này 140 đúng không? Cái dáng dài nè. Viên kim. Cái này là màu da, màu kem nha. Màu kem này cũng gọn gọn, 55 quay đầu nha khách ơi, 135. Kem 135, cái này đẹp nè. Kem 135 nè, trắng nè mấy chị. Trắng nè mấy chị ơi. Trắng đẹp phải không? Trắng nhỏ nhỏ thôi, 55 quay đầu thôi. Trắng cho lon nha. Trắng 135 mã đẹp lắm. Trắng 135 mã đẹp lắm mấy chị ơi. Mấy chị thả mấy chị đóng thùng cũng đẹp. Mấy chị đóng thùng cũng đẹp nha. Rồi trắng 135, 55 quay đầu. Cái này đẹp xỉu luôn nha. Cái này đẹp nè. Trúc Ly Hà trắng 135. Lên số điện thoại cho Lân nha. Có số không? Rồi cái này là mấy chị ơi, cái này đẹp lắm nha. Đúng cute luôn nè mấy chị nhìn nè. Đó. Lên cho Lân mã xám dài. Xám dài này á, lẹ nha. 65kg vừa. Chào sao à? Có số chưa Trúc Ly Hà? Hả? Ừ. Dạ ok chị Trúc Ly Hà. Cái này là mã sọc nha mấy chị em ơi. Sọc 6, sọc 55. Sọc cao 60 lùn 50, 55. Đó. Như Quỳnh Hồ Lê ơi, xíu lon lên cho chị nha. Cái này lon để 135. Cái này 135 lâu cái bịch đó lại đi like cho chị Châu coi cái đó cho ông Trúc. Ngọt Nguyễn Ngọt ơi, đâu có được em. Hàng chị về là chị dồn cho em 1-2 ngày thôi. Em đâu có để từng mua món mà dồn được. Dạ không có chị Châu ơi. Từng mua món mà sao mà được. Sao mà được. Sọc 135 của Phương Nga. Rồi cái này lạ nè Châu ơi. Không có số nhiều để lấy luôn á. Cái này lên cho Lon mã. Mã sơ mi. Sơ mi nè. Sơ mi mấy chị ơi, sơ mi nha. Sơ mi một sơ mi 125 được hai người. Sơ mi 125 được hai người. 40 đến 60 kg mặt đẹp. Sơ mi 125 được hai người. Trăm hai lăm em. Cái này hai cái bấm số 2. Rồi chị Châu lấy nữa hết. Chị Châu lấy nữa hết. Nè số 2 nè, thun nó đẹp trời ơi luôn mấy chị ơi. Rồi số 2, số 2 cho xin 100 ngàn thôi. Số 2 nha. Số 2 55, 57 kg thôi nha mấy chị ơi. Số 2 100 ngàn. Số 2 100 ngàn. Số 2 100 ngàn. Cái này coi, cái này đẹp nè Châu ơi. Em mới mua hôm qua mà. Mới mua hôm qua mà. Là sao em, ý là em không chịu gửi đi hả? Tại vì Lon nói rồi là Lon không có cho dồn. Dồn rồi mai mốt mất đồ luôn. Trời ơi mua đồ mà sợ tốn phí hả trời. Đáng ghê. Đây nha, rồi sọc. Sọc cho 100 ngàn. Tay dài 100 chứ lộn. Châu cái này đẹp nè Châu. Cái này á là. Cái này là 100 ngàn chốt cho Lon. Cái này mã số 6 là dành cho người nào từ 50 đến 60, 65 kg luôn. Mã số 6, 100 ngàn. Mã số 6, 100 ngàn. Mã số 6, 100 ngàn. Cái này là hồng da, cái này nhỏ nha. Cái này hồng da 90. Hồng da nhỏ nha. Rồi cái này là chốt dùm Lon mã chữ nha. Chữ cũng khoảng 50, 65 kg vừa. Mã chữ 100 ngàn. Cái này đẹp nè. Áo này nam nữ gì cũng được hết trơn nha. Mã này là mã chữ 100 ngàn. Mã chữ 100 ngàn, 60, 65 kg được. Cái này là hồi trưa này Lon mặc nè mấy chị ơi. 135 là dành cho người nào 50 đến 60 kg mua nha. Nè tức là cái này hồi trưa Lon có bận với quần sọt á mấy chị.
Đó. Xả bi xám cho em nhé Dung Nguyễn. Đây đây. Cái này mà không lấy nó mới là sai lầm. Chị nào lấy mã xả bấm giùm Lon nha. Chị nào lấy mã xả bấm giùm Lon nha mấy chị ơi. Đó, 60 quay đầu 50 đổ lên mặt đẹp nha mấy chị ơi. Chị nào lấy chốt giùm Lon nha, mã xả. Nè mấy chị nhìn nè. Mã xả nha mấy chị ơi, mã xả nha. Nè mấy chị nhìn nè, cái áo này là đó, đẹp chưa? Cao 60 lùng 50 55 nha mấy chị ơi, mã xả rất là đẹp. Mã xả tay phồng. Ở sau nè, ở trước nè. Mã xả giùm Lon nha. Mã xả 140. Mã xả 140. Mã xả 140. Rồi. Mấy chị ơi em cầm lên nói ký rồi mấy chị đừng hỏi lại nha, tại vì em cầm lên là em nói liền nha. Cho nên mấy chị đừng hỏi là bao nhiêu ký, không trả lời được là nó qua mẫu liền, Lon đâu có trả lời được là mã nào cho nó đúng. Ví dụ như Lon cầm lên Lon nói ký là nói giá tiền nha, thành ra là mấy chị canh mua giùm em. Chứ em không có nhớ em cầm bỏ xuống là thôi á. Đó. Đó. Rồi sọc trắng nè mấy chị. Sọc trắng hàng xịn nha, 100.000. Đó, chốt giùm Lon nha. Ủa chốt gì vậy? Nói gì hiểu không mà chốt trời. Hả? Đâu có hiểu gì đâu mà chốt vậy? Mẹ nói chuyện hồi trưa mà. Chuyện nào chị Lon đọc đi chốt trời. Rồi sọc trắng 100.000. Sọc trắng 100.000. Sọc trắng 100.000. Sọc trắng 100.000, sọc trắng 100.000 có một cái à. Sọc xám 100.000. Sọc xám 100.000. Cái này là cái chất nó đẹp dữ lắm mấy chị yêu ơi. Nó đẹp dữ lắm nha mấy chị. Nè mấy chị thấy vậy nhưng mà 50 hay 60 kg vẫn mặc được cho em nha. Trời chị Châu mặc đi, cái này đẹp dữ lắm mà sao không lấy nè. Rồi hàng này là hàng mango đà đó mấy chị ơi, hàng hiệu nha. Rồi sọc xám 100.000. Sọc xám 100.000. Sọc xám 100.000. Sọc xám 100.000. Cái này là áo mango nè, cái này là 135, hồi trưa là Lon like rồi. Hàng mango nha. Mấy chị chốt cho Lon luôn là 135 60 quay đầu. Sọc xám cho chị Châu. Sọc xám cho chị Trúc Ly Hà. Thì xong chốt Trúc Ly Hà. Ừ. Chị nói Trúc Ly Hà thì chốt đi. Rồi cái này là mấy chị chốt giùm Lon là 100.000, chốt giùm Lon mã sọc cam. Mã sọc cam 100.000. Mã sọc cam 100.000. Mã sọc cam 100.000. Cái này là em có đăng hình cho hỏi em là cái này nè nha chị ơi. Nè chị ơi mặc nó về nè nha. 100.000 cái áo này là áo đẹp nha. Mã đẹp 100.000. Nè, cái này là người mẫu mặc về nè Châu. 60kg quay đầu 50 độ lên nha. Mã đẹp 100.000 là cái này em có đăng hình là như vậy nha. Mã đẹp 100.000. Mã viền 100.000 nha. Mã viền 100.000. Nè mấy chị nhìn hàng nè. Nha mấy chị yêu nha. Đây là hàng xuất Mỹ nha mấy chị yêu nha. Mã này là mã chữ 100.000. Mã chữ 100.000. Mã chữ 100.000. Mã đẹp cho Châu 100.000. Rồi. Cái này là hàng xịn nha mấy chị ơi, nói thứ cái nha mấy chị, tranh thủ mua nha. Rồi, xong cho mấy chị. Rồi có nho đẹp. Có cái nho được cái. Cái à. Mã chữ cho chị Châu 100.000. Rồi. Mã chữ cho Châu 100.000. Cái xanh này đẹp nè chị. Cái xanh này đẹp nè. Cà rốt tớp nè. Cái này á, là người ta bận về nè mấy chị. Chung với lại cái gì mà cái gì mà nó cặp cao đó nha. Là mấy chị sẽ thấy cái dáng đồ nó đẹp nha mấy chị ơi. 100.000 cái áo này lên cho Lon mã xanh. Nè mấy chị ơi lên đồ á, nó chuẩn luôn. Hàng này là hàng xuất khẩu đó mấy chị ơi. Size S mà nó to lắm. Size S là 50 hay 60kg vẫn được nè mấy chị ơi nhìn nè.
Bữa nó đẹp dữ lắm, bận vô nghe nhẹ. Mã xanh 100.000. Mã xanh 100.000. Mã xanh 100.000. Đó, cái này là chị Châu lấy rồi hết ta. Đó, cái này là từ 50-60kg vừa nha mấy chị ơi. Mã trắng 100.000. Cái này xám đẹp nè, xám được cái nè. Trời ơi, xám đẹp lắm. Xám này thì dành cho người nào khoảng từ 50 cho đến 60-65kg mặc được. Là bởi vì cái này nó cái chất nó rũ tự nhiên. 100.000 chốt cho Loan mã xám nha mấy chị yêu ơi. Mấy chị bóc vô là mấy chị cảm thấy nó nhẹ, chưa từng thấy luôn. Có một cái luôn, không có cái thứ hai luôn. Cho mấy chị coi hàng xịn nè. Nha, xuất Mỹ nha mấy chị yêu ơi. Đó, nha. Mấy chị coi hàng xuất Mỹ nè, đúng một cái luôn, không đụng hàng luôn. Tất cả đều là manh gồ hàng hiệu hết nha. Rồi, màu sọc xám 100.000. Cái dây này nè mấy chị, thấy nó dày nhưng mà nó là hàng xịn nha. Cái dây này là size M. Cái dây này là size M. Cái dây này là L. Dây nhỏ, dây lớn nha. Nhỏ là M. Thì bây giờ cái dây này á, là 55, cái này 60kg nha mấy chị ơi. Dây 55, dây 60kg, 90. Loan bán vốn cho mấy chị. Rồi, cái này là Loan có, cái này là áo nam. Áo nam cho chị nào muốn mua áo nam nha. Áo nam. Áo nam là cái này sờ vô là biết sướng rồi, đã lắm mấy chị. Nè. Áo nam Loan đang cầm là dành cho người nào từ 60 đến 70kg mặc nha mấy chị. 75kg cũng được. Cái này là nam ha. Nam từ 60 đến 70-75kg mặc được nha. Cái này là 107 đi. Đáng lẽ Loan đến 108-107 nha khách ơi, 107 đi. Nam trắng 107 vải, bóc vô là ghiền luôn. Trắng 107 nha mấy chị yêu nha. Rồi còn cái này là chốt dùm Loan. Mã to nha, to là dành cho người nào khoảng... Cái này Loan cũng để 107 luôn. Nhưng mà Loan để cho ai có số ký là... Nè mấy chị nhìn nè. Ai có số ký là 75kg được nha, hay là 80kg đi. Chứ cái này nó cũng bự lắm. Rồi 170.000 cái một. Mã trắng với lại mã to nha. Còn cái Levi này á, thì Loan có hai cái đen, 4 cái nu, 2 cái xanh. Mã to cho Châu 170. Có một cái nha mấy chị ơi. Có một cái à. Có một cái à chị ơi. Rồi cái này là Loan chốt cho nam L. Nam L. Nam XL. Nam S. SMLXL. SMLXL nha. S nè. Để Loan lấy S thử coi. S thử bao nhiêu ký nha. Cái này là màu nu nha. Màu nu. Nè. Màu nu là dành cho người khoảng 50kg. À, màu nu 50 cho đến 75kg nha mấy chị yêu nha. Cái này thì hơi Loan chốt cho Châu size M đi. Tại vì nó cao mà. Cái này đẹp xỉu luôn á. Cái chất này 170 à. 170. Rồi Loan chốt M nha. M đi. Cái này phơm nhỏ, phơm vừa vừa. Vừa vừa thôi, không có bự to. Nè. Đó. Lấy 4 cái luôn nguyên gia đình. Ừ, medium. Medium là M. 4 cái luôn, 170 nhân 4. Thế này Nguyễn không có rồi. Chị Châu lấy hết luôn rồi. Nguyên gia đình, 4 cái. Nguyên gia đình, vợ chồng, hai đứa con. Rồi. SMLXL đúng rồi. Rồi đen, 170 hết rồi. Mấy chị ơi, em nói luôn mấy chị chỉ cần cầm vô cái áo thôi là mấy chị đã biết được đây là hàng gì rồi. Nó nặng tay, nó dày, nó đã lắm khách ơi. Nè, 170 nha, đen. Đen thì Loan có size L nè. Đen L nè, đen thì có 2-3 cái nè. Con Na qua hốt bên cái rồi. Na nó bận đồ gì không á. Na nó bận đồ gì không mà chị. Rồi, cái này là đen M, đen L à. Có 2 cái à. Đen M, đen L. Đen M, đen L. Đen M, đen L. Chi Nguyễn kèm ký chị ơi. Đen M, đen L 170. Đen M, đen L 170 nha. Đen M, đen L 170. Mấy chị nói ký em chốt cho. Chị Châu đen L 170. Rồi, còn đen M nha. Chi Nguyễn 60kg được nha chị ơi. Cái này là đẹp lắm nha chị ơi.
chồng em bảy mấy ký bận size giày á, tại vì cái này là đẹp lắm, vải giãn ngon. Rồi ba cái size màu xanh nè, ngày hôm qua hai cha con dành về đủ size, hai cha con dành, con na S3 nó mờ, trời ơi nó bận đồ không có thì mị trơn, bận đồ vậy đó. Trời ơi có bữa ba nó lấy áo ba nó mà mặc vậy không á, cái tuổi teen kỳ quá chị, cái tuổi teen kỳ quá à. XL nè, XL nè, ngày hôm qua con na lấy S với lại ba nó lấy M, còn bây giờ long có S nè với L nè, xanh được ba cái nha mấy chị yêu nha, S với L, 2L. Ủa ở mặc đồ vậy đó, trời đội ôm cỡ lon bận, nó nói mẹ ăn bận đúng lứa tuổi, nó nói chị em á, mẹ ăn bận đúng lứa tuổi, còn nó thì bận đồ ngộ lắm, nó bận đồ kiểu gì tin, nó bận vậy nè, ở có bốn mấy ký mà bận đồ như vậy nè. Ơi đất ơi nè, cái này đẹp giả mang nha. Hạnh Lê Long đang mặc là đầm nha, đầm Long đang mặc là 50-58 kg mặc được nha, là bởi vì mấy chị khi mấy chị mặc vô á, đây nó có giãn á, đúng không, nó có dư ở đây nhưng mà còng eo cột lại không sao đó. XL cho Thúy Niềm Nguyễn nè, 170. L cho Trúc Ly Hà nè, L cho Trúc Ly Hà 170. Rồi còn S nha, S là 50-60 kg vẫn được nha khách ơi. Rồi ai 50-60 kg lấy S nha. S xanh, S xanh 170. Rồi vàng, vàng được một, vàng được ba cái nè. Cái vàng đẹp lắm nha khách ơi, vàng có S nè, vàng có M, vàng XL. Ngày qua L bị ai đốt rồi nè, vàng nè, vàng cái lớn nhất là khoảng 80 kg nha khách ơi, vàng lớn nhất là 80 kg nha, 170. Mấy chị ơi em bán cho vui chứ ba quỷ này em lời ít lắm, mấy chị đi ra mua là khoảng 280-300 ngàn, còn chỗ nào có tâm thì 250, chứ không bao giờ ai bán cho mấy chị giá này nha. Rồi chị Châu lấy hết luôn rồi, là nghĩa là ba cái này là được hết luôn chị ơi, ba cái này nè. Đó. Không biết ai đốt cái vàng mà vàng rồi ta, ta thiếu cái vàng á đó. Đó rồi cái này bụi nè, ai lấy cái này cam nha mấy chị, cái này em có đăng hình nè, 65 kg vừa nè chị, cho chị Mai rồi ta, cái cam này 65 kg vừa 135, mấy chị rờ vô là biết sướng rồi nha, 65 kg vừa 135 cam, 65 kg vừa 135 cam, cái áo trắng này là 135, ai lấy áo trắng bông nè đó, mấy chị nhìn nè. À, biết làm không ạ? À? Cái này 55-57-58 kg trở về thôi nha, mã bông. Mã bông cái tay nè. Mã bông 135 hàng xịn khách ơi. Rồi, mã bông 135 hàng xịn nha. Bây giờ Long có cái quần này là cái quần xịn nha mấy chị ơi, em để 240. Cái quần này dành cho người nào 65 kg mua. Một cái duy nhất nha. Một cái duy nhất nha khách ơi, 270 đó. New shop là 27 đó. Long chốt trên like 240. Mấy chị ơi đúng một cái không có hàng để lấy luôn nha. Rồi bắt đầu Long lên đầm cho mấy chị em mình nha. Bây giờ cái đầm sơ mi này á là người nào thí dụ như 55-60 kg thì mua nha, 230 ngàn một cái duy nhất, 55-60 kg. Còn cái đầm Long đang mặc là 320 nha khách ơi. Đầm Long mặc là 320 nha. Đầm Long mặc là 320, 50 kg cho đến 58 kg mua được nha. Với lại cái đầm hoa của Long mặc có một cái xe đại là dành cho người khoảng 65-70 kg mua nha. Rồi có một cái xe đại nữa. Nè, cái đầm này đẹp nè mấy chị yêu ơi. Cái đầm này em quên đăng hình luôn nè. Đó, cái đầm vàng này xuất sắc nha khách ơi. Cái đầm vàng này thôi bây giờ Long tính cho khách mình là 350 đi khách ơi. Cái đầm vàng 350 đi. Cái đầm vàng 350 thì bây giờ Long có được 2 cái, 3 cái để em báo ký cho mấy chị yêu nha. Ê nãy nãy em thấy Thu Trang lên ta. Ngày nào cũng kêu lên đầm số 6 nè. Ngày nào cũng kêu lên đầm mà giờ lên không lên, không thấy nè. Thu Trang nè. Số 6 nè, số 12 nè, 65 kg nè. Rồi mấy chị ơi, đầm vàng 350 nha. Số 6 là 55 kg nha mấy chị. Nè. Số 6 là 55-56 kg nha. 50 đổ lên, 55-56 quay đầu. Rồi số vàng này á, là số 12 dành cho người 65 kg nha mấy chị ơi. Vàng nhỏ, vàng lớn nha. Vàng nhỏ, vàng lớn 350.
vàng nhỏ vàng lớn 3,5. Vàng nhỏ vàng lớn 3,5 đẹp lắm, trời ơi lẹ nha, trời Tết mà có bán ngon ta. À, chị nhìn đây nè, vàng nhỏ vàng lớn 3,5 nha. Đó. Nha. Đó. Mặt nè, vàng nhỏ vàng lớn 3,5 nha mấy chị yêu ơi. Vàng nhỏ vàng lớn 3,5, một cái 55 và cái 65 kg nha. À, chị Duyên Hồ là 57 kg hả chị? Chị cao bao nhiêu chị ơi? Chắc được nè, chứ size số 6 thôi, chưa đầu lấy xô rồi mới lớn quá. Rồi Như Duyên Hồ là 3,5 nha chị ơi. Như Duyên Hồ 3,5 nha. Châu có cái này lạ nè Châu. Châu vàng. Châu vàng là số 6 nè. Em nhìn coi số 6 không vậy em? Đúng rồi số 6 á, chị Châu cái số 6 3,5. Đúng rồi. Vậy là còn lon còn cái 60 hoặc 65 kg mua được nha mấy chị. Cái này đẹp nè chị. Cái này á thì nó không có sai nha, tức là lon chỉ có màu đen với màu trắng thôi. Có số chưa? Ừ, chị Châu ơi, dứt nắp luôn hai này nè, trắng và đen có một kiểu rồi nha. Nè, mấy chị ơi nhìn nè. Đó, trắng và đen có một kiểu rồi. Như Như Hồ Lê lấy luôn. Ok. Sao? Chị lấy đúng rồi, chốt đi. Rồi, nè chị Châu ơi lẹ nha chị, cái đầm này mắc nè. Hàng CK nha chị ơi. Hàng CK nha. Cái này à, ở giờ cái này 3,5 rồi là bậy lắm á. Để 3,5 đi. Chẳng luôn. Lon để 3,5 thôi. Cái đầm này là 500.000 lận nha mấy chị ơi nè. Thôi chị Châu vừa rồi. Cái này lon chốt cho người nào 57 quay đầu. Trắng và đen luôn đi chế ơi. Ừ, trắng đen luôn. Biết sao không? Cái đầm này là không có cần suy nghĩ luôn. Mấy chị ơi không cần suy nghĩ luôn, co giãn nè mấy chị nhìn nè. Đừng có lo nha, trắng và đen cho Châu 3,5 luôn đi, không biết nhiêu vốn luôn á. Trắng 3,5 luôn. Trời ơi, có bảy không vậy? Đẹp quá trời luôn, trời ơi. Rồi còn trắng với đen nha mấy chị ơi, trắng với đen nha. Sang trọng dễ sợ luôn. Má ơi, nó đẹp trời đất biết luôn. Nó đẹp trời đất biết luôn. Cái này bữa ai hụt hôm nay mua giùm lon nha. Mấy chị lẹ nha. Cái này 350 một cái nè, comment đen kèm ký đi. Mấy chị ơi, đen kèm ký mới chốt nha, 3,5. Mấy chị ơi, đen kèm ký nè mấy chị. À, trong đây lon sẽ có cho một người nào khoảng tầm 65 kg cho được một cái, 65 kg. Thì mấy chị comment ký cho lon nha, đen 65 kg có một cái. Comment ký nha. Từ 50 cho đến 65 kg vừa. Từ 50 cho đến 65 kg vừa. Hôm nay lon được vài cái, hôm bữa ai dành không biết. Đó, từ 50 cho đến 65 kg vừa. Rồi có nhiêu đây thôi đó. Từ 50 cho đến 65 kg vừa. Từ 50 cho đến 65 kg vừa. Sao có nhiêu đây ta? Ít vậy. Ít vậy ta. Ý là cái bịch này thấy ít quá vậy. Đằng kia là cái khác là giống rồi. Ý là bịch này nhớ nhiều lắm á. Ở đây khác nè. Nó luôn hả? Ờ. Chứ bởi vì cái đầm này là bữa hôm qua bà kia mới chốt một cái à, 62 kg tao lựa cho bà. Cái đăng hình là bà chốt liền bữa ba hụt. Đen 55 kg tho quần. Đen 55 kg tho quần. Đầm đen này mặc đẹp lắm, mua rồi đúng không? Hôm bữa dành quá trời, được 7 cái thôi. Hôm nay mấy chị được mua nè, chứ hôm bữa là 7 cái mà không đủ chia. 7-8 cái luôn á, mà không đủ chia. Rồi cái này để Long thử cho Thơ Quỳnh coi cái nha. Rồi Thơ Quỳnh lấy cái này. Thơ Quỳnh lấy cái này. Từ 50 cho đến 65 kg. Từ 50 cho đến 65 kg nha. Từ 50 nè, thôi quỳnh 3,5. Từ 50 cho đến 65 kg nha mấy chị. Chị em nào lên cho em chốt nha. Đó. Từ 50 cho đến 65 kg mặc vừa nha, mấy chị nhìn. Chị chốt đi mấy chị ơi. Từ 50 65 kg mua nha. Em 52 kg nè mấy chị nhìn nè. Còn người nào mà khoảng 65 kg có size cho mấy chị đây.
Cái này ai mua rồi thì mua nữa, mua rồi thì thôi, mà chưa mua thì mua đi. Tại vì bữa là có rất là nhiều chị hụt cái đầm này, trời ơi dành luôn á mấy chị ơi. Dành luôn á, đầm này là mấy chị ra ngoài mà không bao giờ dưới 600 ngàn, thật sự luôn. Tốt nha. Rớt vai này chế Châu ơi, rớt vai này á, là đang có số 4 là nếu mà chị kêu mi nó chốt cho số 4 nhỏ nhất nha. Số 4 nhỏ nhất nha. Đầm này đẹp lắm ha chị. Rồi cái này là số 4 nè. Rồi số 6 nè. Đèn sau 5 ký cho chị Nhị. Chị Nhị cũng bự lắm đâu, số 12 thôi. Số 12 thôi. 14 để lại. Đây chị Nhị nè, để chị Nhị có này. Rồi này chị ơi, đang lấy này đi chị, 350 nha, 350 luôn. Rớt vai nha, rớt vai nha mấy chị yêu ơi, rớt vai nha. Cái này là gì ta? À lâu được 3 phát chị Châu lấy hết đi. Phát này là modern lắm, đơn giản nhưng mà nó là hàng xịn mấy chị yêu ơi. Cái này được có mấy cái à, được 3 cái, ai lấy hết lon chia cho nè, 270 một cái lần đó nè, ai lấy hết lon chia cho nè. Lon có được một xám, một tím, một trắng, xám tím trắng. Không có trắng rồi. Được có 3 cái rồi mấy chị ơi. Cái này là chốt vô lon mã 1 dạ quang nè. Đó, mấy chị lè không? 170 đi ha. 170 đi, mấy chị nhìn nè. Lon chia cho mấy chị đây chứ bán lẻ ra không phải giá này đâu nha. Đó, mấy chị nhìn nè. Cái này là mấy chị mặc lên á, là áo khoác chồng đầu á mấy chị. Nước ngoài ta bận vậy á. Rồi, cái này là mã xám viền. Cái này mã xám trơn, để 170 luôn cha. Xám trơn, ủa này cũng giống mà xám lợt, xám đậm đi. Mấy chị nhìn nè. Xám lợt, xám đậm, 170 thôi. 200 mấy lượt. Nói chung là khoảng 50-60 kg mặc được nha. Tím 170 luôn cho khách yêu mình luôn. Tím 170 luôn. Chị nhìn nè. Hàng xuất Mỹ mấy chị ơi, rất là lạ. Nè, mấy vậy nè, nha. Ví dụ như mình đi đâu mình bận cái đồ gì nè mấy chị, lịch sự lắm nha chị ơi. Đó. Rồi lon để 170 nha, tới 200 mấy lượt. Được 3 cái. Đây nó nghe nào, nãy trắng to ai hụt vậy? Chị Châu lấy tím. Châu lấy, Châu lấy hết đi, lon mua nhiêu lon để nhiêu đó. Nó lạ quá, lon bán cho vui nè, hồi nãy ai lên trắng. Chị nào lấy cái này lên cho lon 170 nha. 170 là cái này là tầm 70 75 kg hay là 65 kg được. Rồi lên mã trắng 170 luôn. Áo trắng cũng như đi hồ lên. Chị Nhiêu Duyên Hồ Lê lấy cái này bấm ok nha chị ơi. Ừ bao ok lấy hết á, trời ơi mấy chị thôi sao, cái đó độc lạ lắm. Trong gia đình chia nhau mặc cái áo nó dễ dãi nhất à, nó mỏng mà nó đẹp. Chị Như Duyên Hồ Lê 170 ok lon để nha. Cái này cái gì vậy? Cái nè. Nè, độc lạ nè. Đó, cái áo này đẹp nè mấy chị ơi. Nè, áo trắng nè. 130 ngàn, cái áo này 50-60 kg. Trắng 135. Mấy chị bấm cho lon là 135 nha. Cái này con cái à. Đen 135. Mấy chị ơi đẹp nè, mấy chị nhìn nè. Đen 135 nè. Bóc vô là ghiền luôn Châu ơi. Cái gì mà nó mát trời ơi luôn chị ơi. Đen 135. Như Duyên Hồ Lê là áo trắng 170 phải ok dùm lon đi chị ơi. Rồi 135 đen, đen được nhiêu đây nè. Đưa vô màn hình không có được. Tại vì đen này đưa vô màn hình không có được. Rồi đen sắc nách luôn. Đen trắng sắc nách lượng cặp nè. Đen trắng sắc nách lượng cặp nè. 135. Hạnh Lê là đen. Không em tưởng áo khoác vậy là không. Vậy đừng chốt nha. Hạnh Lê là đen. Đừng chốt để lại. Rồi Hạnh Lê là đen. Hạnh Lê là đen. Hạnh Lê là đen. Hạnh Lê là đen. 130. Có da bò nữa nè.
135. Hạnh lê là đen 135. Cái này đẹp lắm, 50-60kg mặc được nha. 135.000. Da bò 135. Hôm bữa Long được 1, dành quá trời luôn. Hôm nay Long được nhiều. Đó, nay Long được mấy cái luôn nè mấy chị ơi, chốt nha. 50-60kg mặc được nha mấy chị. Tại vì mấy chị biết sao không, khi mấy chị ốm á, mặt nó thụt, nó ôm vô nè. Mà chị mà bự thì nó giãn ra thôi. Chứ mấy chị đừng có lo ấy nha. Đó không? Rồi chốt nha. 130.000 nha em, 130.000 cái áo đen á. Chứ không phải 135, chị lộn á. Rồi mấy chị chốt giùm Lân nha. Đẹp lắm, vải rờ vô là mịn. Đẹp lắm chị ơi. Đen sắc nách Thủy Nguyễn 130. Đen sắc nách Thủy Nguyễn 130. Cái đầm này đẹp nè chị ơi. Cái đầm hồng đẹp nè. Cái đầm hồng này đẹp nha. Cái đầm hồng này thì bây giờ chị nào từ 50 cho đến 57kg thôi nha mấy chị yêu ơi. Cái đầm hồng này đẹp nè. Cái đầm hồng này từ 50-57kg mua nha. 60kg thì phải cao. 60kg thì phải cao nha mấy chị, ghiền luôn. Như Quỳnh Lê ơi, áo xám cổ lọ còn không, em lấy một cái hả? Thì cháu có chia thì chia một cái nha. Xám đậm xám nhạt đó chị muốn chia thì chia cho chị một cái. Rồi cái đó là, cái này là hồng 32 nha. Hồng 32, đầm hồng 320. Đầm hồng 320, cái này đẹp nè chị. Cái này là đẹp nè chị ơi. Cái này đẹp cháu ơi, cái tay phồng nè. Cái này cho lên xin 3,5 nha. Rồi mấy chị ơi, cái đầm này 3,5 nè. Cái này 55kg vừa nha. Cái đầm này 3,5, 55kg vừa. Chị Châu lấy 32, còn đen 3,5. Đen 3,5 nha mấy chị ơi. Đen 55kg để coi có sai không. Vàng đẹp nè, được một cái nè. Đen 55kg trước đi. Đen 58 trước đi. Đầm hồng 320 hết rồi. Rồi mấy chị ơi, 60kg có sai nha. Từ 55 đến 60kg. Mấy chị ơi, bây giờ Lon thử cho mấy chị coi trước nha. Cái đầm này nè. Rồi Lon đang thử nhỏ nhất nè. Đó, từ 50 cho đến 60kg vừa. Từ 50 cho đến 60kg vừa. Cái tay chưa? Phòng tự nhiên luôn đó. 3,5 thôi. 3,5 thôi. Không có chị. Đó. Không có nha chị ơi. Từ 50 cho đến 60kg vừa. Mai lấy một cái. Chị Mai lấy lớn nhất nè. Chị Mai lấy lớn nhất nè. 3,5. Chị Châu lấy đen là lấy cái nhỏ nhất nè. Châu lấy đen lấy nhỏ nhất được rồi. Tại này Long bận là cũng dư giả mà. Rồi, còn cái nữa nha mấy chị yêu ơi. Còn cái nữa 57-58 được nha. Còn cái nữa là 57-58 nha. Mai lấy lớn nhất rồi đó. Má ơi, nó đẹp trời đất biết luôn. Em nói thật với mấy chị, ra ngoài mua 600 ở ngoài bán. Ừ. Rồi, còn cái nào mấy chị ơi. Còn cái này chị nào 57-58 mua nha. 56-57-58 tầm đó đó. 56-57-58 tầm đó đó. Size số 8 nè. Chị Châu là size số 6. Chị Châu size số 4 này, size số 6 nè. Chị Châu là số 4 này, số 6. Chị Mai số 8. Số 6 nè mấy chị. Số 6 nè. Số 6 57-58kg nha. Số 6 nè. Đẹp lắm mấy chị ơi. Đẹp giả mang nha. Rồi cái này có hai cái à. Đẹp lắm. Đầm 58 như viên hồ lê. Rồi đúng ngay size ba luôn rồi đó. Có số chưa? Hả? Có rồi nè. Có rồi. Cái này là như có con size à khách ơi. Cái đầm này đẹp lắm. Cái đầm này là size số 10. Nhưng mà không có bự. Size số 8, size số 10. Bây giờ để Long thử size số 8 coi ổn không. Tại vì cái này nó không có bự nha. Này mấy chị mở ra rồi mà còn cái ngàm ở đây là mấy chị biết rồi, hàng hiệu mà. Rồi 350 luôn.
350 luôn. Đó, 55 cái với lại 58. 55 cao là 60 kg cái lớn á, còn này 55 nè. Còn này 55 nè. Rồi chị nào lấy cái này lên cho Lon là đầm ba đầm sọc 3,5 nha. Chị Châu lấy 3,5. Cái này được rồi. Rồi còn cái này. Cái này thì chị nào lấy cái này đẹp lắm, trời ơi, thầm hiểu mà. 3,5 thôi khách ơi. Cái này là chốt cho người nào lùn 55 cao 60 vậy nha. Lùn 55 cao 60. Lùn 55 cao 60. Quần 55 cao 60. Lùn là 55 cao 60, đẹp lắm á chị. Rồi cái vàng nè, cái vàng size số 6 nha. Cái vàng size số 6 nó đẹp lắm. Thôi 3,5 mà để 32 đi, bị gì bà có một cái à. Mấy chị ơi, cái vàng này đẹp trời ơi luôn. 50kg được, 58kg được, 55 chuẩn nha. Nữ tử gì cái này, ôi nó thiệt luôn, không biết kêu ai luôn. Má ơi, nó đẹp trời đất biết luôn. Mấy chị ơi, cái này không có size đâu nha, có một cái thôi. Nghĩa là bự hơn cũng có, nhỏ hơn cũng không. Mấy chị nào mà muốn mặc đó thì mấy chị thí dụ như muốn ôm bó vô người, mấy chị cứ thở chích, còn không nữa thì mấy chị lấy dây nịt gà vô. 50kg vẫn đẹp, mà người cao 60 lùn 55. Vậy đó, trung trung là 55 nha. Nếu mà trung trung thì 55, 320 thôi, bị gì bả con cái à. Hàng hiệu nha mấy chị ơi, đây nha, xe số 6. Vàng 320. Vàng 320 nha khách ơi. Vàng 320, vàng 320. Vàng 32, vàng 32. Biết kêu ai luôn, thật sự nó quá đẹp. Vàng 32, vàng 32 nha. Bây giờ cái đầm của Lon á là Lon để 32 luôn, thì chị nào lấy cái đầm Lon mặc thì lên mã đầm mặc. Đầm mặc là Lon chốt mở ra nè mấy chị. Em 52kg thì mấy chị canh nha. Ví dụ như vậy là 55-56kg được nè. Vàng của vàng như hồ lê 320. Đầm Lon mặc là 32. Bây giờ em mở ra em thay ra nha. Chị nào lấy lên mã đầm mặc. Đầm mặc đã 3,5 đó mà tính 32 đó. Đầm mặt 32. Ờ còn áo này để lắp lên, chị Châu này lên chân chút nè. Cái áo này quên lại luôn. Lên lại quên lại luôn. Cái này để lắp lại riêng. Cái này lớn tuổi. Bình thủy đang xem. Chị chưa bình thủy. Chị còn thấy phải không? Dân Quỳnh Văn. Cái này đi, cái này đẹp. Cái này có 2 cái nè, 6 và 8 nè. Để nó báo liền cho. Cái này 3,5. Cái này 380 nha. Cái này 400 đó, mà không như 38. Đây nè, là bây giờ ra ngoài là phải 500 thôi. Nè, Lâu nói luôn nè, cái đầm này là 380 nha. Cái đầm này 38 nè mấy chị ơi, một cái á. Một mày chặt một cái 6 cái 8 nhưng mà 6 này á 380 nha. Một cái 6, một cái 8 nhưng mà Lon đang mặc là 6. 6 này Lon 52kg vận rộng thì tương đương với lại người nào 55 trở lên. Một cái này là 60kg chốt nhanh giùm Lon nha. Nè, cái này 62kg cũng được, một cái 6, một cái 8, 380 thôi. 380 thôi mấy chị yêu lại nha. Nghĩa là mấy chị nào mà em có 2 cái thôi nha mấy chị yêu ơi. Em có 2 cái thôi nha. Một cái 6, một cái 8 thì 6 là 55-58kg vừa. Còn 8 là 60kg, 62kg vẫn được nha. Đó mấy chị ơi. Chị nhìn nè. Đào Liên. Đào Liên lấy cái lớn. Đào Liên vừa nha, em bao chất luôn, bao hàng chị á, 37-38. Có số rồi ha. Đó. Rồi Kim Khanh ơi, có cái lớn người ta lấy rồi. Số 6 cho Nguyên Hồ Lê, ok. Rồi vậy là có hết luôn rồi chị ơi. Mà chưa cho rồi mà sao giờ không có hả? Ý là kỳ nha. Chị Liên cho nó số lại chị Liên ơi. Mai hết rồi nha. Trời, chị Duyên Kim hết luôn rồi. Ừ. Số 6 là của chị Như Nguyên Hồ Lê rồi. Nè em dự bị Thảo AD nha. Dự bị Thảo AD nha. Cái đầm này nè. Tức là hai phiếu em hiểu không? Người đầu trước là để cái phiếu rồi cái người dự bị nằm ngoài. Tức là người dự bị nằm ngoài. Ừ, cho một phiếu nữa. Đen được 2 cái nè, xịn nè. Đen 38 đi. Đen được 2 cái nè. Đen Lon để 38 nha.
Ôi, một cái 65kg nè, đen 365kg, ai lấy lẹ nè, đen 65kg. Và đen. Đen 60, đen 65kg. Đen 60, đen 65kg được hai cái. Cái này cũng để 38 luôn đi, vẫn rẻ hơn người ta đó. Cái này không có size châu á. Ê, ê là được mày. Ê, ê chị cháu vừa. Cháu vừa. Thế vừa nè. Vừa nha chế ơi. Chị ba lên địa chỉ luôn thấy thương không? Đen 57kg 380 có không chị? Đấy 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 Thảo ở đây cái này được rồi. Chị Thảo AD hả? Cái này vậy thôi, cái này để chị Châu đi, chị Thảo thì rộng rồi. Tại vì lon 52kg mà dư con miếng, mà chị Thảo thì lon sợ rộng. Thôi chị Châu đi. Rồi cái này 65kg đen, 65kg ai lấy đó, lấy đen lớn, đen lớn. Đen lớn nha. Mấy chị ơi nó đẹp trời đất biết luôn nha. Cái này ra 5-600 lượng, em bán 380 cũng rẻ. Chị Châu á, chị Thảo sợ không ổn vì chị 57. Được được, 62 được, 65 62 được. Cái beo này chị Châu phải mua nha, vải nó lạnh lạnh đã. Kéo. Ai? Bay sang đen 62. 62 kg. Đen 62 kg 7 sang lên số chị ơi. Nè chị. Chị lấy gì bấm số điện thoại lên chị ơi. 7 sang lên số điện thoại chị em nha. Để em cái đen đó đi hả? Em sợ chị Thảo vừa, vậy chị Châu nhường chị Thảo đi ha. Nhưng mà sợ không ổn thôi, chị Châu 55kg là ngay luôn á. Tại lon 52 lon thấy rộng một miếng. Mới đầu lon chưa kéo thì lon thấy nó là 57, 58 được. Nhưng mà tới giờ kéo rồi thì thấy nó vừa quá. Mà nó dư có một miếng hả. Beo 320 đi. Beo 320. Beo 320. Beo 320 nha. Em đếm mới đủ số. Đếm đủ số. Beo lon mặt cho chị 320 cho chị Châu. Beo 50 đến 55kg thôi nha mấy chị yêu. Beo 50 55kg thôi nha mấy chị yêu ơi. Beo 50 55kg thôi nha, 320. Còn này là vàng nha mấy chị ơi, vàng, beo vàng á. Beo vàng bằng size luôn nha. Beo vàng bằng size luôn nha. Beo vàng bằng size luôn nha. Y chang à, nhưng mà nó khác cái màu thôi. Chị nào lấy beo vàng bấm beo vàng. Ủa cái đầm. Thấy rồi nó đẹp. Lại luôn á. Đẹp không tin luôn á. Tại em mặc 3 lớp rồi. Chuẩn mấy chị. Cái beo vàng này cái cổ nó sâu hơn chút ha. À tại vì do mình hở thôi chứ mình gài lại. Ví dụ mình về mình kêu thợ may. Ủa anh về lấy cây kim á, mình đừng có đạp nha, đừng có đưa thợ may đi đạp là nó mất cái dáng đồ nha. Mình về là mình lấy cây kim mình gọt ở đây, mình giống như là mình kết dính lại ở đây thôi. Mình hở bao nhiêu thì mình kết đây chứ mấy chị đừng có mà kêu thợ may dằn nguyên đường đây nữa, nó đơ cái vải lắm. Nhìn nó có đẹp nha. Beo vàng, beo nâu. 32 thôi. 55 quay đầu, 50 đổ lên. Rồi chốt nha. Beo vàng, beo nâu. 58 không vừa đâu nha. 50 55kg thôi. Chị Châu là chuẩn rồi, nói gì nữa, cái này là ngay size Châu luôn. Beo vàng, beo đen. Beo vàng, beo đen.
Trời ơi chị Châu ơi, nãy giờ quên cái này là trời ơi 800 mà Long để cho chị 480 thôi. Cái này là chốt cho người nào khoảng 55 kg trở lại nha khách ơi, 56 đổ lại thôi. Cái đầm dạ hội này là để dành đi đám cưới, đi nhà hàng cho Long đi, ngồi xui cũng được nữa, bởi vì bà xui này là đẹp như minh tinh. 480.000 thôi chế ơi, đúng một người có nha. Này là dây kéo nè, cái phần này là phần trống của lưng nhưng không hở nha. Nè nhìn nè, đó nhìn nè, dây kéo đây. Đó, mấy chị lên đồ là chuẩn nha, Long để 480 cho vui chứ hàng này mấy chị nhận đi ghiền luôn nha. Rồi ai lấy beo nâu thì lên beo nâu. Cái đầm này là Long để 480 nha, hộp kim cương này mấy cara nói gì nữa. Đó, rồi bắt đầu Long chồng sơ để cho biết dán đồ thôi, nhưng mà em cầm lên em cũng biết là nhiêu ký rồi. Đó mấy chị nhìn nè, bên trong nó có mút ngực, cho nên mấy chị muốn mặc áo ngực đó thì mấy chị mặc áo ngực dán á, rồi nó không có hở gì nha. Rồi mấy chị nó sẽ đưa lên cái đẩy ngực mình lên bên trong đó nè, ghiền không? Đặng Nam Thiên đầm 48 hả chị? Chị Đặng Nam Thiên ơi, cái đầm 480 này là 55 kg nha chị yêu nha. Đó, rồi bây giờ mấy chị mặc vô. Đó. Minh Châu Võ. Dạ, hỏi sao rồi? Đặng Nam Thiên kìa. Đó, chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Nè, tại vì mang giày lên. Rồi mấy chị nè, nhìn nè, đó mấy chị đi vậy nè. Trời ơi trời. Đi ra ngoài 1 triệu cũng có nữa thiệt. Bây giờ cầm 1 triệu mua cũng được cái đầm sang như vậy. Đó. Chốt nha. Bấm gì Châu đi. Tại nhiều khi người ta không có nghe ký thì người ta chốt có công. Em lấy nè, Đặng Nam Thiên em lấy. Bây giờ Đặng Nam Thiên nằm trước, lên số điện thoại chị, lên trước xong rồi sau đó là chị Châu là cái bên, hiểu không? Nè, mặc xong rồi bắt đầu gài cái nút này lại cho Long nha. Trời ơi, bả lộ luôn Mỹ Mỹ. Long tưởng khách mới rồi không sao đâu em ơi. Nè, luôn Mỹ Mỹ ơi, 55 kg quay đầu cho Long nha. Đó, nếu lỡ nghe ký kịp bỏ lại không sao nha. Đẹp quá ha, đẹp chứ. Không đụng hàng mà. Nói thật lòng là không bao giờ đụng hàng luôn. Nè, cái đầm này Long còn một cái duy nhất nè, Long thử cho mấy chế mình coi nha. Cái đầm này á, là 560, hôm nay Long để 48 đi nha. Cái đầm này size số 1. Hàng Tết là 560, Long để 48 nha. 55, 56 quay đầu cho Long, 50 đổ lên. Đấy chị nhìn nè, 48 nằm trắng đẹp lắm. Cái đầm này đẹp xỉu luôn đó chị ơi. Tại vì Long mặc nhiều lớp đó mấy chị nha. 55 kg vượt, 55, 56 kg. Mấy chị nhìn nè, hàng Tết nè, giá cao. Chị Long bữa mua 4 dây mà không thơm gì hết hả? Sao kỳ vậy? Chuyện này là nha, đó giờ ai cũng khen, có mình em không khen, kỳ. Phương Vinh đấy trắng, 48. Phương Vinh, cô Phương Vinh, không có xinh tốt. Được rồi con. Rin này Long được 2 cái lẻ tay hàng Zara nha. Mấy chị ơi, em tính chừa 1 cái mà em chưa chừa đó nha. Nè. Rồi, giờ sao? Nói thật lòng 3,5 là rẻ nhất luôn hành tinh này. Rẻ nhất hành tinh này. Trời ơi chết cha, mặc mấy lớp nhiều quá sao được. Chết cha rồi, để em thay ra nha. 55 kg vừa mấy chị ơi. 55 kg vừa, tự nhiên mặt nó cuộn nguyên cái đầm lên. Rồi 3,5 nha, 3,5 đi. Cái jean này nó mắc lắm mấy chị ơi. Cái jean này nó mắc lắm mấy chị yêu nha. Cái jean này là hàng xịn nha, 55 kg vừa nè mấy chị. Jean 55 kg vừa 3,5 nha mấy chị yêu. Jean 55 kg vừa 3,5. Hôm nay có ai mà người lớn lớn mà mua đầm xịn này thì Long lên cho được vài cái thôi.
Cái đầm này á là nè mấy chị ơi, đầm này á, người ta bán lẻ em thấy 1 triệu mấy cái lận. Cái này lớn tuổi nha, bây giờ đang chốt cho người nào khoảng 65 độ về, 60 độ lên là mua nha. 65 độ về, 60 là 60 độ lên là mua nha mấy chị ơi. Nè mấy chị. Bây giờ đang được nè, đầm đen nè. Đầm tím, đầm xanh, đầm đỏ được 4 cái thôi. Mấy chị, cái size của nó cỡ cỡ là 60 65 kg nha. Nè mấy chị nhìn nè. Đó, nè. Viên 58 không vừa 55 à. Đó, bây giờ cái này á thì thôi bây giờ 450 đi. 450 đi. Mấy chị. 450 đi nha. 450 ưu tiên cho. 450 đỏ. 450 tím, 450 đen. 450 xanh than. Ủa không có xanh, không có xanh than lộn. Không có xanh than nha, có 3 cái à. Bây giờ mặc màu nào ta? Để Loan thử sơ cho mấy chị biết gắn đồ thôi, Loan để 450 thôi. Nè mấy chị ơi. Loan thấy ta bán lẻ 1 triệu á. Em chỉ có cái ngàm mở gì kéo còn ngàm nè. Loan thử sơ thôi nha. 60 65 kg mua nha mấy chị yêu. 60 65 kg mua nha. Đầm đang mặc là một là 350 nha chị ơi, 55 kg vừa. Rồi đỏ nè, tím nè, đen. Đỏ, tím, đen. Rồi giờ thay cái này da châu hú hồn, cái này chị Châu. Cái này dữ lắm. Ủa? Ở đâu có? Không có. Ở này luôn vậy. Ừ, cái jean này hàng hiệu mà. Hàng da ra mà. Đâu có ai sánh được. Ừ, đúng rồi. Cái xanh này xuất sắc nha mấy chế ơi. Ơ à, sao nó nè. Ăn trước lẻ nha. 480 ngàn nha. 480 cái này nha mấy chị, lấy 448 nha. Gà giùm mẹ coi nè. 55 kg hả? Lên rồi. Không, cái này nè con. $480.000, phơm này 55 kg thôi chứ Châu lụm đi chị. Không bao giờ đụng hàng. Không bao giờ đụng hàng. Không bao giờ đụng hàng, trời ơi. Lại luôn. 55 kg thôi nha. Nè mấy chị nhìn, chuẩn không? Má ơi nó đẹp. Này trời đất biết luôn. Lấy đầm xanh 52 kg. Đầm xanh mà mới 20. Để trang chút. Lê Trang lấy riêng đó con. Lê Trang lấy riêng đó. Đúng không Lê Trang? Vậy là cái đầm đó của Nguyên Huy á. Cái đầm 48 ai comment? Nguyên Huy. Nguyên Huy lấy xanh hả? Lê Trang đầm riêng là 52 kg được rồi đó. Nguyên Huy lấy đầm 48 bấm 48 chị ơi. Tại vì cái riêng nó cũng xanh nữa. Ok kìa, Lê Trang ok. Đúng rồi, Lê Trang là riêng 3,5. À, Lê Trang có xanh. Đó. Thì chị Nguyên Thi cũng bấm xanh nữa cho nên là mới hỏi kỹ. Có body 65 kg không? Dạ không. Em lên từ từ nè chị. Chị canh chị mua là đẹp không à. Trời em còn không biết gì trong đây nữa sao mới chị biết được. Em bán mà em còn không biết sao chị biết được. Nguyên Thi là cái đầm em mặc á. Đúng không Nguyên Thi là cái đầm em mặc. Thấy không? Cho ông bấm 48 đâu biết. Nè cái đầm này chị Châu đồ rồi. Cái đầm này sao đang mặc là này nè. Và chị kia cũng bà Minh đang mặc đó thấy chưa. Bấm 48 đi. Trời ơi sao khổ ghê. Nè khách ơi lẹ nha.
chị Châu trước kìa. Ủa chị Châu bấm bấm ở đâu rồi trời? Ở bên con có thấy chị Châu không? Có nhưng mà Nguyên Thi trước. Ủa sao chị Châu nằm đâu rồi trời? Nút sao? Kỹ ra. Rồi cái này hoa nha mấy chị ơi, hoa. Hoa. Hoa Lon để 3,5 thôi. Hoa nha mấy chị ơi, hoa kèm ký cho Lon nha. Hoa kèm ký nha. Cái này thay cho mẹ đi. Hoa kèm ký nha mấy chị ơi. Minh Châu vỏ. Minh Châu hoa. Minh Châu hoa 3,5. Con bấm biêu này mẹ đưa cái đậm cho Châu con. Để thay da cho Châu con cái. Hoa này là có size nha mấy chị ơi. Hoa này là có size nha. 60kg con cái nè. Hoa kèm size cho Lon nha. Hoa 60kg con cái nè. Hoa 55kg, hoa 60kg comment cho Lon nha mấy chị ơi. Có. Nguyên Thi có nha chị ơi. Rồi. Xanh 55, xanh 60kg nha mấy chị ơi. Xanh 55, xanh 60kg giùm Lon nha. Xanh 55, xanh 60kg giùm em nha. 3,5 đi. Đẹp quá mấy chị ơi. Rồi, xanh hoa 55kg, hoa 60kg chị Châu có rồi. Rồi, ok. Cái này đẹp quá mấy chị ơi, cái này nó có tặng kèm cho mấy chị nè. Xanh 55, xanh 60kg nha. Xanh 55, xanh 60kg. Lấy cho chị Châu cái này đi. Cái này cái cọng dây, chị Châu nè, nó có hai cọng dây size của chị nè. Nhưng mà nó có một cọng dây này là mấy chị tua, còn này là cẩm thạch nè, chị thích cái nào? Nghĩa là cái hai cái đầm này bằng size nhau nè. Nhưng mà nó đi dây như vậy nè, thì bây giờ ai lấy gì thì em để cái đó. Này là tua, cái này là tua nha, này dạng 18 nè. Còn này dạng 24 rồi, vậy biết rồi. 3,5. Hai cái này bằng size nè. Cái này là tua. Cái này là cẩm thạch. Lấy cái nào? Hai cái bằng size. Hoa 55kg giùm Lon nha. Chị ơi, áo này là áo nữ nha, mà hàng hiệu. Lon chọn đi. Chắc Lon thấy cẩm thạch đi. Cẩm thạch đi. Rồi, cẩm thạch đi. Cái này áo nha mấy chị yêu ơi. Áo nha. Lon lên áo một cái xong Lon lên đầm lại nha. Áo này có bao nhiêu đây nè. Áo này thì người ta bán nhiều bán, em bán cho mấy chị là 160.000. Chị Châu ơi, đẹp xỉu luôn nha chị ơi, hàng tâm mì. Hàng tâm mì nha chị ơi. Cái áo tâm mì này size S nhưng mà 55kg vừa. Size S nhưng mà 55kg vừa mấy chị ơi, nhận đi là chị có biết ghiền thôi, lo là không có lời nhiêu. Tại vì em bán cho nó có đủ này kia nha mấy chị yêu nha. Rồi mặc vô là chuẩn, không cần chỉnh. Rồi 160 vàng, tôm mì CS. Cái này là M 60kg màu chanh. Là màu chanh nha mấy chị ơi, màu chanh. Rồi lấy đi con, 60kg vừa. Nhưng mà 50kg vẫn đẹp là bởi vì cái này. Cái này cái chất nó mịn ơi là mịn luôn. Rồi chanh nha, vàng chanh 160.000 size M. M 50kg được, 60kg được. Nhưng mà cái kia là 60kg không được. Rồi, cái này Fila đẹp nè. Lên cho Lon hồng. À, Nautica là đỏ. Đỏ Lon có size L được hai cái luôn. Ơi, đỏ đỏ có S và L nha. Một cái 50kg và một cái 50, một cái 50kg, một cái 60kg, đỏ nhỏ đỏ lớn nha. Nè. Đỏ này là đỏ S nè. Đó. Ủa cái này. Ồ, khác rồi. Khác rồi, khác rồi. Vậy là hồng cho chị Châu là cái Fila nè, 160.000 size M.
Ê, để vậy ghi luôn, đừng ghi bạch. Cái này bạch hiệu của nó mà, đừng thay đổi nha. Rồi cái này là này S nha, đỏ S đi. Đỏ S 50, 52, 55 ký cũng được. Đỏ S nha khách ơi. Đỏ S dùm lon nha. Đỏ S nè, 106. Rồi cái Nautica, cái gì cái Nautica này còn nè. Ủa Châu chưa lấy cái này hả? Ờ cái này có 1 cái chưa lộn. Nè chị ơi, 60 quay đầu, 50 độ lên nha. Trời ơi cái chất này đất ghiền luôn khách ơi. Dạ, cái bông này là 350 còn đúng 1 cái chị ơi, size 60 kg vừa. 55, 57, 58, 60 kg vừa. Rồi đỏ nha. Rồi cái này là cam. Cam này là Nautica nè, M cam, M. Cam 106 luôn, đường cái rồi mấy chị ơi. Đẹp lắm mấy chị nha. Đó. Cam M 55kg là dư, 60kg là tướng đẹp là 60kg. 55 quay đầu là ok nha. Rồi cái này là chốt cam sữa một cái 106. Ồ cái này đẹp nè Châu ơi. Tâm mì, hàng tâm mì luôn. Rồi lên cho lon mã hồng đậm. Lên cho lon mã hồng đậm. Từ 40 đến 55kg vừa hàng tâm mì nha. Từ 40-55kg vừa hồng đậm, một cái duy nhất không đụng hàng. Lên trắng, quần trắng, quần đen. Rồi hồng đậm 160.000. Cái tôm mì trắng, lên mã tôm mì trắng nha. Ủa tôm mì trắng nãy giờ chỉ chưa có. Tôm mì trắng là M, cao 60 lùng 50-55. Tôm mì trắng là 160 nha. Tôm mì trắng lụm đi chị. Tôm mì trắng nè, chút mặt zin nè, chút mặt như zin đó. Xám M chị ơi. Cái này con cái con tay nó bận nè. Xám M nhưng cao 60 lùng 55, lùng 50 nha. Ai mặc cũng được hết nha mấy chị yêu ơi. Xám đẹp. Tôm mì trắng cho chị Diễm Sương Phạm. Tôm mì trắng Diễm Sương Phạm 106 lên số chị ơi. Cái này là lên cho lon mã Phila. Phila CS 55 quay đầu 40 đổ lên. Trời ơi cái chất nè chế ơi. Cái chất nè chế ơi, không cần suy nghĩ nha. Rồi Phila, lên mã Phila. Phila CS nhưng mà 55kg được. Phila. Tôm mì đen 106. Tôm mì đen là size M luôn. Tôm mì đen là size M luôn mấy chị ơi, bận dày mấy chị đội nón kết lên là bụi rồi nha. Tôm mì đen là 106M luôn. Đó. Tôm mì trắng em chốt rồi, lên số đi chị ơi. Cái vàng tươi, à vàng tươi này Châu có rồi nha. Mấy chị ơi em còn cái vàng tươi size S tôm mì nè. Vàng tươi này vậy chứ mà 55kg vừa nha mấy chị yêu ơi. Vàng tôm mì 55kg vừa dùm lon nha. Ủa cái này đẹp quá. Không biết nói sao luôn. Vàng tươi nha. Hương Đặng Thị Kim đầm đăng mặt từ 55 đến 60kg. Chị lấy báo ký cho em. Chị lấy báo ký cho lon nha. Ồ, đỏ còn nè. Đỏ L. Đỏ L 60kg vừa. 160.000 đỏ L Nautica. Mi Thi lấy vàng 160.000, nhận đi rồi ghiền. Hàng xịu nha mấy chị yêu ơi. Nautica này đỏ nha, đỏ L. Đỏ L 60kg vừa, 50 đổ lên vẫn đẹp. Đỏ L. Chị Châu có vàng tươi chưa? Có rồi mà. Có rồi, hồi nãy có rồi. Chỉ cho ai? Bây giờ cái này của người ta. Rồi Mi Thi lấy, nãy chị có rồi á. Rồi cái này là tôm mì L, đỏ L. Phila L, trắng L. Trắng L là Phila nè. Nam được nha mấy chị em ơi. Trắng L 60kg được. Trắng L, lên mãi giùm em. Trắng L 56. 50kg được, 55kg được, 60kg là tối đa nha. Đẹp lắm mấy chị yêu ơi. Vải chất đã luôn. Rồi chốt trắng L. Cái này xanh được cái nè, xanh than mấy chị yêu ơi. Xanh than là size S nhưng mà đẹp lắm. Nè, xanh than là size S nhưng mà đẹp lắm mấy chị yêu ơi.
xanh than CS nha, trắng lờ cho Minh Châu. Cái này là mặc, chút mặc được, đạt là mặc được nha. Trắng lờ lon hết rồi chị ơi. Chị Diễm Sương ơi, chị chốt hàng chị lên số nha, còn không là cancel nha. Đâu đọc tên rồi mà không lên số, không bỏ ra nha. Rồi xanh than CS mà bự nha. Ồ. Trắng lờ cho ai vậy? Trắng lờ cho chị Diễm Sương Thang nè, và Dương cái nè, 106. Hai món là lên số đi chị ơi. Rồi cái này xám, xám tôm mì. Xám tôm mì hàng đẹp nè mấy chị ơi. Xám tôm mì, xám M nhưng mà em thấy cũng bự nha. Xám M 106. Xám M tôm mì. Chưa số chị ơi, chưa có số nha chị ơi, có em xin chị có không? Có em đâu có xin chị. Rồi cái này được hai cái. Ấm số 2. S và M, hồng S hồng M. Hồng S hồng M chứ Châu lượm hai cái đi chị. Không chừng mẹ mặc S mà con mặc M á. Cái này đẹp nè chị. Cái này không chừng mẹ S mà con M nữa đó. Nè. Trời ơi cái chất nè. Má ơi, cái này Long đang cầm là S đó. Nè. 160.000 cái chất nè. Dạ được rồi chị, vậy chị cho số là được rồi, ngày mai tụi nó sẽ biết chị nha. Không sao đâu chị yêu nha, chị hai cái áo rồi á. Rồi, hồng M, ô hồng S hồng M. Hồng S Minh Châu. Hồng S Minh Châu. Còn cái hồng M. Hồng M. Trắng L, trắng L còn cái. Cái này phi lai nha. Trắng L. Hồng M Nguyên Thi. Hồng M Nguyên Thi. Hồng M Nguyên Thi 106. Rồi, cái này là, cái này là trắng L Phila nè. Nhìn nè. Trắng L Phila 60kg. 50kg vẫn được, 60kg vẫn được nha. Đó, cái xám chị Châu không lấy là chị sai lắm luôn. Trắng L Minh Châu nữa. Trắng L đó, lấy đi. Rồi, cái này là đen hoa, là cái này là cái gì? Cái này Nautica nè, mấy chị nhìn nè. Cái này em có đăng hình, cái con nước ngoài nó vẫn đẹp, thiệt là đẹp luôn. Cái này là đen M, đen M. Đen mờ nè, nhìn nè, tại vì màu đen không có đưa vô được. Đen mờ. Phạm Phương trắng lờ hết rồi. Ấy còn còn. Phạm Phương còn. Phạm Phương còn em gái ơi. Rồi đen nè. Cái này cũng đen nhưng mà bấm số 2. Cái này đẹp lắm nha. Rồi hết áo rồi đó. Rồi Long lên đầm tiếp nha. Nè. Cái này là lên mã đen L. Đen M Nguyên Thi. Đen M Nguyên Thi 106. Rồi cái này đen L. Đen L 106 nha Linh Huyền. Cái lô áo hiệu là 106 nha Linh Huyền. Rồi đen, đen L 106. Đen L 106. Xám L 106. 60kg. L là 60kg. S là 50, 55. M 55, 56, 57 quay đầu nha. Rồi mấy chị yêu ơi, 50kg cũng được. Phạm Phương có rồi. Phạm Phương có rồi gái ơi. Cái này nam nữ được nè. Xám L. Xám L 106. Xám L 106. Rồi cái này xanh, xanh này xanh, xanh gì nè. Xanh này xanh, xanh ngọc. Xanh S mã bự. Thêm cái trắng hả? Không còn. Nè, cái này đẹp nè chứ Châu ơi, cái này body xám, đẹp. Xám L Minh Châu, cái này đạt vừa luôn. Cái này đẹp lắm, S xanh nè. S xanh nhưng mà tầm 55kg cũng vừa. S xanh 40-55kg vừa. Diễm Sương Phạm xám L hết. Bây giờ đưa cái áo nãy lại đi, tại tức chị Châu ghê, đẹp cũng lấy uổng ghê. Ê, thải giùm cái đây. Xám ừ, cái này đẹp nè. Cái này đẹp nè, ở ngoài đẹp nè. Hạnh Nguyên xanh ngọc. Hạnh Nguyên xanh ngọc 106. Chị ơi, cái này đẹp nè. Chị ơi, cái này, cái này đẹp dữ lắm luôn. Cái này đẹp nè. Đó, cái này là tôm mì xám. Tôm mì xám, tôm mì xám M thôi mà nó cũng to vậy nè. M xám là hàng tôm mì. M xám là dòng tôm mì. M xám nha. M xám nè, M xám nè. M xám nha. M xám. Rồi cái này là vàng. Dạ được chị ơi. Vàng nha chị ơi. Vàng M. Vàng M.
Rồi hết áo rồi, lên đầm nha. Vàng em mờ. Vàng Phương Nga. Vàng Phương Nga. Xám đẹp chị Phương Nga ơi. Đỏ là Phương Nga ơi. Đỏ Nautica nè. Đỏ L. Đỏ L 60 quay đầu. Đỏ L 60 quay đầu mấy chị ơi, mấy chị trong đây là em ưng ý cái thằng này nhất luôn. Mà em thấy mấy chị không chịu bấm là em thấy sai lắm nè, hàng xuất nè. Hàng xuất Mỹ mấy chị ơi, cái chất đã lắm. Đỏ L, đỏ L 60 kg vừa. Đỏ L 60 kg vừa. Đỏ M 55 kg vừa. Đỏ M 55 kg vừa, 56 kg vừa. Đỏ M rồi hết áo rồi, đỏ M. Đỏ M. Vậy lấy 6L. Tôm mì nha. Đúng không? Đúng không? Vậy là chị xương ba cái nha chị ơi. L phải không? Đỏ cho Nguyễn Kim Cúc. Đỏ L cho Nguyễn Kim Cúc ở cái đó đó. Nguyễn Kim Cúc cái đó đó. Cái đó đẹp dữ dằn. Đỏ M. Đỏ M giùm lon nha, tại vì nó có size nha mấy chị yêu ơi. Comment mãi giùm lon nha. À, cái này nè. Chị lấy cái tôm mì này là M nhưng mà 60kg vừa nè. Cái này là của chị. Cái chị Diễm Sương nè em ơi. Chị Diễm Sương là cái này nè đúng không? Đó, chị Diễm Sương cái này là đúng 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 ba không em? Luôn cái này là ba phải không? Rồi. Đúng rồi nha chị yêu nha. Nguyên Thi đỏ mờ nè. Áo nam 170 còn cái nè mấy chị ơi. Áo nam này người nào 70-75kg mua nha. Áo nam 70-75kg mua nha mấy chị yêu ơi. Rờ vô là sướng luôn. Áo nam 70-75kg 170. Cái sơ mi này nó có một thôi. Chị em nào lấy thì lên nha, 60 quay đầu. Chị Cúc ơi cái này đẹp nè chị. 140.000 đúng một cái luôn. Bữa dành quá trời, nay được một cái luôn. Không có nhiều để lấy luôn á chị. Nè, cái này chị mặc với quần jean ôm, quần short cho lon nha. Chứ không đóng thùng. Cái áo này nó dẹp, nó lạ lắm chị ơi. Sơ mi 140. Cái này là hàng xịn nha khách ơi. Sơ mi 140, 60kg quay đầu. Sơ mi 140, 60kg quay đầu. Còn cái đỏ S 52kg vừa. Đỏ S là 52kg vừa. 4852. Đỏ S 4852 nha. Đỏ size S. Đỏ size S là 160. Đỏ size S 160 luôn. Rồi lon lên đầm cho mấy chị mình là 440, lon để khách mình là 320 nha. Thảo Lê sơ mi 140.000. Viên kim sơ mi sợ hết quá. Để Long kiếm trong đây có cái nào không nha. Sợ không quá. Ôi áo trong đây là chiến đấu không luôn á. Mà tại vì em lên có này có kia cho mấy chị á. Cái áo trong đây là nhức nách luôn nè. Cái sơ mi bi này là 135.000 đi. Cái sơ mi bi này á, là mấy chị ơi nó đẹp trời ơi luôn nha. Cái sơ mi bi này Long chốt cho người nào 57 quay đầu nha. 50 đổ lên. 57 quay đầu XS nhưng mà 57 quay đầu thấy ghê không. Ai nhận được sơ mi này ngon nha, 135. 135 nha. Rồi Long có một cái áo là hàng này là hàng hiệu nha. Size S thôi mà đẹp lắm mấy chị ơi. Cái này đẹp nè, độc lạ nè, không đụng hàng áo Hàn Quốc nè. Lạ không mấy chị? Rồi cái này là xanh 135. Này là mã lạ 135. Mấy chị không lấy em lấy quá. 135 Diễm Sương Phạm. 135. 135. Cái này là áo xám nha. Rồi áo bi là của ai? Bi, bấm bi chị ơi, đừng bấm 1350 nó lộn nha. Đó. Đó. Đó, chốt nha. Bi 135. Bi 135 xám 135. Cái này là một áo cặp nha chị Cúc ơi, này dễ thương nè chị. Bi. Bi 55 57 kg thôi, 59 kg không vừa. Nè, cặp nè chị ơi. Nè mấy chị ơi cặp nè. Cặp từ 55 đến 65kg vừa.
Cặp từ 55 65 kg vừa 140. Cặp 140 nha. Rồi cái đầm này long chốt cho khách yêu mình là để em thử cho mấy chị coi nha. Số 4, số 6, số 8. 320. Cái này của Châu nè, cái đầm mà mẹ mặc á của chị Châu á. Kéo nè. Cái này là 320 ngàn. Mấy chị ơi, đầm trắng 320 ngàn. Nè mấy chị nhìn nè. Nè, chốt chờ vậy mấy chị là cứ 50kg cho đến 60kg vừa nha. Đầm trắng chốt 50-60kg vừa nha mấy chị yêu rồi. 320 ngàn đi. Cái này là long bán 3,5 lần á. Cái này sang nè cô Duyên Kim ơi. Đầm long mặt là màu trắng. Châu lấy cái này được rồi. Số 4 thôi. Cái này số 4 rồi. Cái này số 4 rồi. Chị Cúc ơi, cái này đẹp nè chị ơi. Cái này hàng xuất Mỹ lạ lắm chị ơi. Có một cái thôi. Đó. Dịu hơn đầm trắng. Dịu hơn cái đầm trắng sang 4 hết rồi chứ. Long còn số 6. Vậy em lấy cho Châu số 6 được không? Dịu hơn số 4 đi. Cũng không sao hết trơn. Số 6 chờ Châu đi. Số 4 dịu hơn. Cái phần này là em sợ chị Châu chật thôi nè. Phần này. Rồi. 320 dịu hơn. Dịu hơn là nè cái đó Minh Châu nha. Dịu hơn là cái này 320 nè. Rồi. Rồi Long còn một cái trắng này nè mấy chị yêu, trắng lớn. Cái này là Long còn số 10. Số 10 là 60kg nha. Chị Như Duyên Hồ Lê ơi, 60kg cũng được mà 55 cũng được. Là Long thử cho khách coi nè. Tức là số 10 này á, là dành cho người nào 60kg tối đa. Nhưng mà khi mấy chị có cọng dây rồi á, thì cũng dễ lên mấy chị nha. Cũng dễ nha mấy chị yêu nha. Nè mấy chị thấy không nè, có cọng dây rồi thì phối lại vậy nè. Thấy không đó. Như Duyên Hồ Lê chị bao nhiêu ký ta? Dạ không rộng đâu chị. Không rộng uy tín luôn. Cái này số 10 mà Long mặn cũng vừa nè. Chị Như Duyên Hồ Lê là nhiêu ký quên rồi. Là này là nếu 58 đến 60 kg mới mua nha chị ơi. Nha chị nha, 58 60 mua nha. 58 60 kg mua nha, 440 đó mà em để khách mình còn 320. Bởi vì mấy chị thấy không? Chị Châu đừng lo nha chị, số 6 là ngay của chị không sao. Cái này lên hết chứ để hồi em quên nè chị Châu xuống live tức mình. Cái này nó không có size gì hết, nó chỉ một size duy nhất là size M nha. Ừ vậy đúng rồi. Như Duyên Hồ Lê là cái đó đó. Vậy là 56 hả? Như Duyên Hồ Lê cái đó đó. 59kg đó. 58kg đó. Được rồi. Nè, cái này á là Long có xanh. Với lại Long có đen, để Long báo ký mấy chị mình nha. 380 nha. Làm gì làm Long vẫn rẻ hơn mọi người rồi nha. Nè mấy chị ơi, đen và xanh nha mấy chị nhìn. 380 vẫn rẻ nha mấy chị. Rồi Long chốt nha, size M. Size M 55 cho đến nhiêu? 60kg mặc được bao hàng. Năm mươi lăm cho đến 60kg mặc được, màu xanh với màu đen. Chị Cúc ơi đẹp nha chị yêu nha. Chị Cúc đẹp nha chị Cúc ơi, từ 55 đến 60kg mặc được hết nha chị yêu nha. Nè màu xanh nè khách ơi, size M. Một size duy nhất là M hàng xịn nha. 55 đến 60kg bao hàng. Nãy mới nói vừa 380 ngàn. 380 ngàn. Một màu xanh duy nhất, cái tay nó phồng tự nhiên. Không cần suy nghĩ nha. Cái tay nó phồng tự nhiên không suy nghĩ luôn. Chị nhìn nè nha. Sang không mấy chị?
Tại em mặc nhiều lớp á. Tại em mặc nhiều lớp nha. Chứ cái này thì đẹp rồi, nói gì nữa. Còn cái đầm đang treo này lên mã sọc nha. Mã sọc là 350. Mã sọc còn cái. Mã sọc là khoảng 55kg đến 60kg mua nha. Đó, xanh cho Châu. Xanh cho Châu có 1 dây mà. Lo chuyện gì nữa. Ủa? Cái xanh không có dây nha. Chỉ có cái đen mới có dây thôi. Ủa mà cái này lên dây là hình như bị sến đó nha. Đừng có lên dây nha chị. Đừng có lên dây nha. Lên dây sến đó. Cái đầm đen này có dây mà đầm xanh không có dây. Chị Cúc không lấy, trời ơi. Chị Cúc bậy lắm nha. Cái này nó đẹp là đẹp mà. Đẹp hơn lần trước luôn. Bên trong của nó, bên trong của nó nè, mướt không? Rồi, Châu lấy xanh. Cái đầm sọc này á, là nó còn một cái size số 10. Thì bây giờ 55kg là lùn, 60kg là cao. 350 lên mã sọc. Nè mấy chị nhìn nè. Mấy chị nhìn nè. Nè, 55kg là lùn, 60kg là cao. 60kg là phải mét 6 nha. Nè mấy chị thấy rộng nè. Khi mấy chị 60kg nó lên nó như vậy nha. 55kg lùn, 60kg cao. 60kg mà lùn là không vừa nha mấy chị. Em 52kg mà bận dư nè. Rồi đầm sọc 350 nha. Con cái thôi, hết rồi. Này nãy chị Châu lấy cái size số nhỏ rồi. Đẹp dữ lắm. Đẹp dữ dằn luôn. Đẹp dữ dằn luôn nha. Chốt giùm lân mấy chị yêu. Em còn cái đầm size lớn nè, chị nào lấy lớn thì 350 nha. Đầm lớn 350 nè mấy chị yêu, 65kg, chị nào lấy đầm đen lớn lên mã giùm em nha. Đầm lớn 350. Đầm này đầm đen có size nha mấy chị, comment nha. Đen ren có size. Đen ren có size. Đen ren có size nha. Đầm vàng long còn một luôn. Đầm vàng long còn một cái là khoảng 55 đến 60kg mua nha mấy chị yêu ơi. Từ 55 đến 60kg mặt đẹp cái đầm vàng 350 nha. Đầm vàng 350 nha. Từ 55 60 nãy ba người. Ủa mặt vậy đâu đúng nha, mặt vậy đâu đúng. Tao thấy cái cổ mà vậy nè. Thấy cái cổ mà kính vậy nè. Em thích mặt vậy nè. Nè ngồi lắm, chị thích mặt đồ vậy nè. Thích mặt đồ vậy nè. Thích gì nè, cổ điển á, dạng vậy đó. Còn cái này thì nó như vậy. Thích vậy nè. Cái cổ nó như vậy là đúng rồi. 55 60kg mua nha. Vàng 350. Vàng 350 nha. Vàng 350. Vàng 350. Vàng 350. Nó có cái này là lên chỗ sọc trắng nha mấy chị yêu ơi. Sọc trắng này là Long để khách mình là 250 đi. Sọc trắng 250 nha. Sọc trắng 250 được cái nè. Đầm đen 65kg có, dạ có chị ơi. Đầm đen cho chị tươi. Đầm đen cho chị tươi là cái đầm ren đúng không chị? Có màu không mà. À hỏi có màu không hả? Không. Đầm đen là có một màu thôi mà đợt trước 7 cái giành lực giành giật rồi đó. Đợt trước luôn về 7 cái mà giành quá trời luôn. Nó chỉ có màu đen thôi. Tại vì cái kiểu đó mà có màu nó không đúng nha chị yêu nha. Rồi cái này 250 nè, 250 60kg vừa nha. 250 60kg vừa. Đầm vàng không có sai, Kiều Tâm ơi lớn nhất rồi em ơi. Đầm hoa vàng còn sai nhỏ không? Không còn, chị Châu với chị gì lấy rồi, không còn một cái, nãy ba cái giờ còn cái à. Cái này là 55 đến 60kg mặt mới đẹp. 55 đến 60kg mặt mới đẹp. Đó. Đầm vàng nha mấy chị ơi, đầm vàng. Bây giờ cái đầm này là Long đang cầm là size số 0 nè mấy chị em ơi, thằng test 560 đó. Cái này nhung vừa nha Nhung ơi. Cái này á, là Long chốt cho mấy chị đầm đỏ nha. Đầm đỏ Long để hôm nay duy nhất nha. 560, lấy mấy chị 450 bữa nay đi. Đó. Rồi bây giờ đỏ là lên ký cho Long đi. Long để 450 thôi. Mấy chị ơi, cái này là số 0 là cái số nhỏ nhất luôn á. Chị thấy không? Đỏ thì Long để đầm vàng 350.
Chị ơi, nhận đi, chị cứ biết ghiền là thôi nha. Đỗ Thị Loan. Rồi, đỏ có ký nha mấy chị em ơi. Đỏ từ 50 cho đến 60 ký vừa. Đỏ 50, 60 ký vừa, 450 thôi. Cái cam 440 nè. Cái cam này Loan để 32. Cái cam Loan để 320. Cái đầm xanh đó hả? Đầm xanh nào? Đầm xanh mà nãy hả? Xanh với lại cái xanh này á hả? Xanh với lại đen y chang hả? Nè. Như Quỳnh Hồ Lê, em ngay size em nè em ơi. Cái này là ngay size của em luôn nè. Ngay size em luôn nè. 380 nha chị ơi. Ủa đúng ra thì mặc ba cái đầm trong đây trời. Ba cái đầm trong đây nè. Đó, chị Như Quỳnh Hồ Lê có lấy thì báo nha. Thun rất là dễ bẩn. 380 ngàn. Cái đèn xịn nha. Nè. Nhìn bên trong nè. Bên ngoài nè. Bên trong nè. Thun nè. Thấy ghiền không? Đó. Chị Đỗ Thị Loan là lấy rồi phải không em? Nè, khi mình gài lại ở đây nó có cháu nè. Gài lại nè. Xanh 350 nha. Xanh 38 chứ lộn. Cái cam này có một cái Loan cởi ra cho thử cho mấy chị nha. Cam này là để 32 là ưu tiên cho mấy chị nè. Một người thôi, có một cái thôi. Cam nha mấy chị yêu ơi. Cái đầm này bữa Loan bán 500. Không bớt 1.000 luôn á. Duyên Nguyễn 57 ký vừa không là hỏi cái gì? Hỏi xanh hay là hỏi gì chị yêu ơi? Rồi cái này là Loan chốt cho người nào khoảng từ... Cái này là size số 8 nhưng mà từ 50 đến 60 ký mặc được nha. Là bởi vì cái này nó có cọng dây. Nè bây giờ 50 ký vẫn đẹp nè. 55 ký được nè. Cao mấy 60 ký vừa nha. Duyên Nguyễn màu xanh vừa chị ơi. Từ 55, 60 ký thì chị 57 ký chị mua đi. Nhung BT cam vừa không? Cam em vừa không thì bây giờ cái này nó có một size vậy nè. Em lấy thì em lấy nha. Chị Loan không còn cái nào luôn rồi đó. Nè. Nhung ơi Loan em mặc vậy nè Nhung. Cái này không có sao trơn von mà. 320 là Loan bán cho em ưu tiên rồi nha. Dừa. Cái nhiều cái ngộ lắm. Ví dụ như không đúng size mình mặc lên nó không có đẹp. Nhưng mà riêng cái thằng này á là mình mặc cỡ nào cũng vô hết trơn. Dễ mặc lắm. Tại vì nó có cái nó có cọng dây kéo á. Ủa nó có cọng eo chứ nó lộn. Cái này là Nhung biết không, 32 mà em bận vô là chất lượng luôn. Biết sao không, cái chất này nè, nó rủ tự nhiên xuống luôn. Tươi thiệt là tươi luôn. Đi đám cưới là không ai đụng hàng trơn. Cam lấy Như Duyên Hồ Lê. Không, Nhung BT trước. Nhung BT trước nha. Nhung BT cam em vừa không, Loan nói vừa, giờ bán người khác hả? Sao được không? Nhung ơi, cái trắng này đẹp nè. Trắng 560 nè, hàng hiệu nha. Loan có cái đầm này nữa, Loan chào cho ngay như size Nhung nè. Trắng số 3. Trắng số 2. Rồi Loan thử cho mấy chị coi trắng nè. 560 Loan để 480 cho mấy chị luôn á. Chị thấy không? 480 thôi. 480 thôi. Rồi, một cái 55, một cái 60 ký nha. Ủa được không? Sao đâu khác, đâu bự hơn, bự dữ không? Khoan nha mấy chị ơi. Loan sợ là 60 không vừa. 55 ký là có rồi đó. Trắng đi mấy chị yêu ơi. Loan để 480 thôi. 480 là không biết lời là gì luôn. Áo đầm này 560 lận. Rồi để Loan thử cho mấy chị coi nè. Nè. Nè mấy chị nhìn nè. Đó. Chị Duyên Nguyễn ơi, canh ký cho em không có rành eo nhiêu trơn. Thậm chí bây giờ Loan không biết eo em nhiêu luôn á.
Em đã từ lâu rồi, em còn không biết là em biết ký em thôi chứ em không có biết eo là nhiêu. Có nhiều người thì rành lắm mấy chị, em không biết thiệt luôn á. Đó, một cái 55 một cái 60 nha. Bây giờ cái 55 cái 60 em 52 ký em bận dư thì 55 và 60 hai size nha mấy chị yêu ơi. Rồi, cái 55 cái 60 nha. Làm trắng, minh châu. Trắng là châu lấy nhỏ nè. Cái nhỏ nè. Cái 55 cái 60. 480.000 thôi. Sang trời ơi luôn. Sang trọng trời ơi luôn nha. Chị Thấm Nguyễn 65kg đầm đen là đây nè chị ơi. 65kg đầm đen là có một cái nè. Ủa nó mất rồi. Đầm đen 65kg nè. Nãy size số 14 bán chưa? Đã mất rồi. Số 10. Số 10. Ừ đây nè chị. Lao được cái 65kg nè chị ơi. Chị Thấm Nguyễn có lấy thì báo liền nha. Nè chị ơi, 65kg nè chị ơi. Thôi bây giờ em thử cái nhỏ để chị nhìn đồ nha. 65kg là size 14 nè. 65kg là size 14 nè. Size 14 nè. Thì em để đây nè. Rồi bây giờ Lao sẽ thử cái nhỏ cho chị coi nha. À số 14 nè. Nè em thử cái nhỏ cho chị coi nè. Đầm trắng không có nhỏ rồi. Để lát Long lên cái này nè. Có một cái nè. Em nhìn cái em ưng liền à. Cái đầm này là Long bận hơi chật chật một tí là em vừa tầm 52-50 vậy đó. Là vừa à. Nè cái đầm này á, thì một cái 55. Mấy chị ơi. Cái đầm này á, thì bây giờ mấy chị mua là 55kg là mua nha mấy chị yêu nha. 55 và 60. À, eo Long đẹp quá. Còn mập quá mặt sâu. Trời ơi em là mà cái người của em dày mà chị nói gì em mà được người mẫu như người ta nói gì nữa. Tại vì em chỉ mặc cho mấy chị coi dáng đồ thôi chứ em mà mặc đầm lên thì em không có tự tin là bởi vì có tuổi rồi sao mà được bằng người ta. Nè chị ơi chị lấy thì chị báo em nha, 3 rưỡi. 3 rưỡi nha chị ơi. Nè Nhung Long đang nói cái này là Nhung ơi size số 0 nha Nhung. Cái này Long thử cho Nhung coi nha. Size số 0 em nhìn đi. Hàng Tết 560 Long để em duy nhất hôm nay cho em 4 rưỡi đó. Rồi vậy là ai mua trước để hẳn chửi cho nghe. Hôm bữa mới báo ai cái lớn rồi. 4 rưỡi hàng Tết nè. Hàng Tết là hàng hiệu á chị Châu ha. Tết là mắc tiền nhất trong lô này á. Cái này để Nhung 4 rưỡi chứ thật sự là nhận đi, chỉ có biết đẹp thôi, không nói gì trơn. Ai? Thấm Nguyễn mới 665kg hả? Thì số 14 đúng rồi. Số 14. Chị lấy vô đấy lên số điện thoại chị ơi. Nè số 14 này chị Thấm Nguyễn ơi. Chị lấy chị kèm số cho Lon, chị nhận là chị có ghiền thôi. Đúng rồi, số 14. Ừ. Rồi chị Nhung BT có lấy cái này báo Lon nha, Lon để 4 rưỡi thôi đó. Hàng test nha, hàng test, hàng hiệu nha. Đó. Ừ. Lon 52kg lon mặt chập thì em được rồi. Đầm đó đẹp lắm có rồi, thấy chưa? Nè. Nè đó, để chửi cho mà nghe, chỉ mua 500 nó mới chế. Đó thì khỏi nói rồi, chỉ mua 500 đó, chị nói đâu mà chị này chắc không nói gì đâu. Tại ta dễ thương mà. Nè này đẹp nè. Cái này chuẩn nha, chị không cần chỉnh luôn, rất là dễ thương. Rất là đẹp. Rồi, cái này là lụa. Mấy chị ơi, nhận đi, chỉ có biết đẹp là đẹp thôi nha. Nhìn nè. Size này là size số 8 nha. Lên mã lụa cho Long nha. Lụa này còn không ta? Size này size số 8. Lon thử coi. Size số 6 đi. Nè lụa nè, size số 6, size số 8 rồi mấy chị yêu ơi. Bây giờ cái này là 560.000. Nè mấy chị nhìn hiệu nè. Cái này với thằng Tết ngang ngửa hàng nè. Nha mấy chị yêu nha. Rồi, Lon sẽ thử số 6. Ủa Nhung lấy đầm này hả? Nhung bậy lắm luôn. Nhung bậy lắm đó nha Nhung mày. Đẹp. Nè Long thử số 6 lụa nè. 560 bây giờ tuyên bố là bán 400.
400 hàng này bán 400, không biết lời là gì luôn, nhận đi. Nó chỉ biết là nó quá trời xịn luôn rồi nha. Rồi Loan đang mặc số 6 nha khách ơi. Số 6 nè. Số 6 54 55 kg được nè. 52 53 được. Rồi Loan mặc số 8. Ủa số 8 cho chị Dư Hồ Lê nè, là chuẩn của chị nha. Rồi số 8 là của chị, số này là của chị nè. 400 thôi. Rồi, còn ai lấy lụa thì báo cho Loan nha mấy chị ơi. Có một cái 60 kg nè, 62 kg nè. Có một cái 60 65 62 kg gì á. Mấy chị lên thì em để cho nha. Cái này là mấy chị nào mua thì bấm liền cho Loan nha. 500. 380.000 đi, bữa nay là bớt quá trời rồi nha. Nè mấy chị nhìn nó hai mốt ngực, mua hai cái mốt vai là mấy chị ra ngoài không bao giờ dưới 100 đô nha, uy tín luôn. Lụa 62 đổ thì lon. Lụa 62 size 12 đổ thì lon bao hàng. Ủa quên gài với kéo, quên gài. Đó. Rồi, cái này là lon để 380.000. Em biết lời là gì luôn mấy chị yêu ơi. Size này là size 14. Mấy chị ơi, tầm khoảng 60 hay 65 kg được nha. 60 65 kg được nha mấy chị yêu ơi. 60 đến 65 kg nha, cái đèn này 380 là nhận chỉ có biết là ghiền thôi hiệu nha. Chị vừa không, chị vừa chị Diệu Hân hỏi lon lụa hay là cái này đen á hả? Đen không vừa, size 14 lớn lắm. Size 14 nè mấy chị ơi. Size 14 nha, size 14. Cái này em bữa con cái nhỏ hình như ai khách quen nào nó lấy rồi. Bây giờ Long còn cái này thôi à. Đó. À Diệu Hân Long hiểu rồi nhưng mà không còn chị Hân ơi. Không còn nha chị ơi. Không 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 còn. Diệu Hân là nói đen nhỏ thì chị lấy. Thảo Phạm ok chị để em tìm size cho. Chị Thảo Phạm em có cái size số 10 thôi à. Nếu mà chị 62 kg á mà chị cao á thì chị nói nha, còn nếu lùn lon bán nha, nếu cao là 62 kg chuẩn, nhưng mà nếu lùn lon bán là bởi vì không bao giờ vừa. Nha chị ơi, chị Thảo Phạm trả lời giùm Loan nha. Cái đó khoan nha, 400.000 Thảo Phạm, nhưng mà để chị nói chị cao mấy 58 mấy 60 trở lên là ok rồi. Còn dưới mà mấy 58 mấy 55 thì không bao giờ được. Để Loan thử sơ cho mấy chị coi cái đầm này đi. Đầm đen đó chị lấy rồi hình như lúc đó 500, thấy chưa? Chị thấy chưa? Chắc không tới 500 đâu chế. Lúc đó hình như Loan tính chị 450 rồi có chứ không có 500 đâu. Không tới 500. Nói chung lần nào cũng để giá 500 chứ không ai lấy ai 500 chứ. Cái nào hồi cũng bớt 100, bớt 50 trong đó à. Thật sự luôn á. Em nhín cái lời em bớt hồi cũng còn nữa. Cái này là ai 60, 65 kg mới mua nha. Nè mấy chị nhận đi ghiền. 60, 65 kg mua nha mấy chị ơi. Cái này mấy chị giữ cái gì cũng đẹp hết trơn á. 1.57 Thảo Phạm hả? Hiểu rồi, chị nói 1.57 á. Nhưng mà chị ơi, chị dễ bận đồ không? Size đó là size số 10 á. À, chị mặc size 14 đen. Cái này hả? Chị Kim, chị Tươi lấy cái đầm vest này đúng không? Là chị vừa nè. Đẹp nha, chị Châu mua rồi, sáng cực kỳ luôn. Tại vì em bận nhiều lớp quá mà. Mấy chị ơi, mấy chị bận vậy nè mấy chị. Mấy chị muốn kính thì mấy chị gài cái gì phụ kiện ở đây nè. Chị Tươi mua đi, em tặng cho chị cái phụ kiện ở nhà em có nè. Đen 65 kg chị Tươi nè. Nhưng mà để em tặng chị cái cài đi. Tại vì em đang xài cái bịch đó dở dang. Em cho chị cái hai cái gì đi. Chị mão dài đi dạy nha. Rồi xong chị phối cái này cho Loan đi. Thì bây giờ nếu mà chị bận thêm một cái áo bà ra nữa nó không hay. Thổi con. Đó. Em tặng cho chị cái cài áo ở đây nè. Rồi xong chị gài ở đây. Nó sẽ trang trí cái phụ kiện thêm ngọc trai á. Nè con ghi chú ngoài là tặng phụ kiện đi, đặng mai mẹ bỏ vô, mai mẹ không nhớ nữa. 380. Cái này bán đứt rồi giành giật nè, mà có một cái chị này không nghe máy buộc phải xả nè. Thì bây giờ Loan xin tặng luôn nè, 500.000. 550 hay 500. Thôi bây giờ vậy đi. Bây giờ Loan bán rẻ cho.
Loan bán cho khách yêu mình là 200 ngàn. Đã, cái này là em nói rẻ là phải rẻ nha. 200 ngàn 55kg nè. Bán khách yêu mình một cái duy nhất 200 ngàn. Cái này là hàng xịn nha. Michael Kors nha mấy chị. Tặng bản bịch luôn. Trời, bà xui tao mày này. Trời ơi, 60kg vừa mấy bà. Ôi ôi, viên kim này giờ đi chích bớt nha, không mấy viên kim cho cộng dinh địch ở đây nha. Đó, chị viên kim về phối cộng dinh địch vô nha. Tại nó bị rộng á, lâu nói 55 nhưng mà con lấy cũng bự. Ừ, viên kim trước coi. Chị Nguyễn Cường sao? Cái này em ghét bơm lắm, ai bơm bơm là em ghét, em ăn rẻ. Cái đầm này đẹp quá mấy bà ơi. Cái đầm này đẹp lắm, 560 nè, hàng Tết nè. Ủa có khi nào chứ, không phải, chị Châu không phải giặt đầm này. Cái này 560 hàng Tết nè, size này là size số 3. Size số 3 này chắc 55kg thôi à, size 3 này không bự. Cái này là đẹp nha mấy chị ơi, đây là 4,5 thôi, bán vốn. Trời ơi, chị Hoàng Yến hột rồi. Để Long lên cái khác cho chị Yến nha. Nè, số 3 nè mấy chị em ơi. Rồi, số 3 nha. Số 3 Long nghĩ 55kg vừa nha, nhưng mà số 3 này á là để 4,5 là bán rẻ nha, hàng Tết đó. Số 3 55kg vừa. Đó. Em là Đoàn Hương đó, vậy hả? Long biết rồi, nhưng mà tại sao chứ không phải là ai cũng được nè. Mấy chị ơi, cái này số 3 là 55kg, 56kg thôi nha. Tại vì em 52kg rộng chút hả? Thì 55, 56, nếu mà cao 60 á, dư nè. Số 3 sale 4,5 đi. Rồi, cái này là sale thiệt luôn á. Sale thiệt luôn nha. Mấy chị nào nhỏ mua cộng bỏ nịch lên là cũng không sao. Đó. Rồi, cái này là ai mà để cái nếu mà ai nhỏ nhỏ thì cũng mua luôn. Có cộng dây nịch phối lên cũng đẹp nha. Nè. Đó, mấy 60kg lùng 50 55 gì đó không sao á. Cái này lo ưu tiên nha mấy chị yêu. Lo ưu tiên giá này nha. Đẹp lắm. Cái tét nữa là tét này hàng cao nè. Tét hàng tét mắc lắm. Cái đầm hồng này đẹp nè mấy chị yêu ơi. Đầm hồng là số 0 nè Nhung ơi. Đầm hồng số 0 này nhưng mà lâu mặc số 0 là vừa rồi. Số 0 là 50-52kg nha mấy chị ơi. Đầm hồng kèm ký cho Lon đi. Đầm hồng kèm ký đi mấy chị yêu, hàng tét nữa nè. Chán không? 560 luôn. Em để khách yêu mình là 400,5 đi. Ôi, mặc vô vậy nó dày quá ha. Mặc nhiều lớp quá, đáng lẽ thay nha. Đáng lẽ em thay nha. Nè mấy chị, 48-52kg lấy cái này nè. Rồi ai lấy hồng lên ký cho em đi, em canh cho. Cái này thì ngoài đẹp rồi, hàng Tết thì khỏi bàn rồi nha. Hàng Tết là mấy chị khỏi bàn rồi nha. 48-52kg là lấy cái size số 0. 48-52kg lấy size số 0. Nhung nó lấy này ta. Cái này ngoại đẹp lắm. Ngoại đẹp lắm khách ơi. Cái này ngoại đẹp lắm chứ thường thường là Lon bán ít khi mà Lon luôn mua màu hồng lắm. Nhưng mà cái áo này đầm này đẹp. Cái đầm này đẹp thiệt. Đầm này đẹp thiệt. Cái đầm nào chưa like vậy? Cái bịch đó đó. Đầm đó chưa like. Ừ phải không? Ừ, vậy đưa cái beo đi, còn cái beo ai mua mua. Rồi. Cái, ủa cái beo này. Ủa cái beo này nãy lai rồi nhưng mà còn dư cái beo nè. Beo này ai từ 48 đến 55kg mua beo này là Lon để 3,5 nha. Mấy chị ơi, nó đẹp trời ơi luôn nha. Khi mấy chị bận vô mấy chị cột dây ở đây. Đó, chốt lại giùm em nha. Chốt lại giùm em nha. Cái này là để em báo cho mấy chị biết là Lon có đăng hình nhưng mà không biết mấy chị có biết ra đây cái này không, là tại vì nó tựa tựa với nhau á. Bông có một cái à. Chị Châu ơi, có một cái bông rồi chị ơi. 350 đi. Lon thay cho cái con. Cái bông 350 nè, thay cho mẹ. Ủa cái này cũng cần. Có cái con nút này.
Được rồi, được. Đầm bông này có một cái nè. Đầm bông 3,5. Đầm bông 3,5 thì bây giờ 50kg được nè. Nhưng mà 60kg được nha. Có một cái à mấy chị ơi, 3,5 hàng xịn nha. Hàng xịn nha khách ơi. 50kg hay 60kg vẫn được. Lâu có đăng hình nhưng mà Lâu nghĩ mấy chị không để ý đâu. Tại vì cái đầm này ngoài đẹp lắm. Năm mươi đến 60kg mặc được nha. Bông rồi 3,5 có một cái thôi, bắt đầu lên beo nè. Beo y xì luôn, beo là có size nha. Beo một cái nữa nha bà chế, nhất định phải mua một cái beo nữa nha. Beo nè, beo kèm size nha. Bông thì có một beo lên ký đi long canh cho mấy chị. Beo nhỏ nhất là số 2 nè. Chị lấy cái beo nhỏ nữa đi, em lấy số 2 cho. Long thử số 2 cho mấy chị coi nè. Số 2 là cái số nhỏ nhất mà vẫn được. Là bởi vì cái này ra dù có 40kg đi nữa cũng vẫn mặc được nha. Đó, rồi bây giờ Long thử cái beo số 2 cho chị nè. Nhỏ nhất nè. Thấy không? Nó dễ không? Chị dịu hơn, cái này dễ cưng thê luôn. Mặc cái đầm beo xem. Đấy trời ơi, chị phải liền nha. Beo kèm ký vô cho Lo mới chốt được nha mấy chị em ơi. Mấy chị bấm beo thì Lo không có lấy được, là bởi vì em không biết mấy chị bao nhiêu ký nha. Cái nào có sai thì Lo nói một cái nào có sai Lo báo cho mấy chị nha. Mà mấy chị thấy không, rõ ràng là đẹp là phải đẹp thôi. Đã em nói cái này là nãy giờ trong ý trong đầu em là cái này đẹp nhất luôn. Beo kèm ký cho Lo nha. 350 thôi á mấy chị. Nè, beo kèm ký vô luôn, chốt cho. Ừ, beo số 2 cho Nhung BT là cái này đi con. Nè, số 2 đây, số 2 đây. 3,5 con. Nhung ơi, nó đã lắm Nhung ơi. Cái này mấy chị đi biển cho Lon đi. Mấy chị đi biển đi. Mấy chị đi biển đi. Chị nghe đi biển nhìn nha. Mấy chị đi biển, mấy chị đeo mắt kiến lên. Nè, để Lon hình dung cho mấy chị nha. À, để Lon đeo mắt kiến cho mấy chị coi nè. Cái kính beo luôn mấy bà. Có một cái là sale luôn, ai mua đầm beo sale luôn cho. Trăm ngàn cái bên cái kính thôi. Đẹp không? Đẹp không? Xả tóc thề đồ ra nữa, cho nên nó thì mị nha. Đó, thương ha. Rồi, beo kèm ký em có size nha. Beo kèm ký em có size nha. Ôi, Lon có cái sơ mi trắng này chịu nổi, em lên trước nè. Sơ mi trắng này là size XS nhưng mà tầm khoảng... Mấy chị ơi, cái này mấy chị không lấy em lấy nha, độc lạ quá. Mặc với quần jean ôm cho Lon nha. À, XS thì 50kg đến 57kg được nha, XS thôi đó, XS thôi. Hiệu nè, 140. Hiệu là 140, mấy chị ơi, nhận đi rồi ghiền nha, hiệu nè. Đó, chốt nha, trời ơi. Không biết nói một cái từ gì, lúng xịn luôn. Mấy chị gài ra xong mấy chị mới bẻ bản lên được. Nghĩa là mình giày là mình săn là không được, không đẹp. Mấy chị không? Giày là săn bây giờ đẹp. Nhưng mà khi mấy chị gài rồi nè mấy chị, mấy chị gài rồi thì mấy chị bẻ bản lên, bẻ lãng lên thì nó mới định được nha mấy chị nha. Còn bây giờ mấy chị không gài, mấy chị bẻ lên giày là thứ nhất nó không ngay nè, thứ hai nó bị sổ xuống, nó không có chịu lại được, nó sẽ sổ xuống nha. Đó, mấy chị nhìn đi. Đó, chốt nha. Đó, nó sẽ không có đẹp nữa mấy chị nhìn. Nó phải gài lại bắt đầu mới bẻ được. Rồi, 140 đúng một cái nha. 50 cho đến... Em lấy hả? Rồi. Không ai lấy thì em lấy hả? Em lấy đi. Cái này không bao giờ có đụng hàng đâu mà có nữa đâu. Có nữa đâu mà suy nghĩ. Cái ren trắng này hồi sáng này, à, ai hỏi em á, là cái trắng này á, là bao nhiêu mà thật sự em chưa soạn hàng sao em bán được. Thành ra là em kêu coi live stream trực tiếp mà không biết chị này có coi live không. Cái ren này á, là Lon chốt cho người nào khoảng 57-55kg. Trở về thì 48-50 vẫn đẹp nha.
Nè chị nhìn nè. 135 lâu được hai cái ren. Ren 135. Mi trắng. Chết mày nhường hả? Pha pha. Pha pha còn. Ê ê, Phương Nga lấy S đi, em XS đi. Phương Nga lấy S đi em ơi. Hả? XS nhỏ. S lớn hơn chút. Chị này cũng Phương Nga này chị hình như cũng năm mấy, 58 kg rồi vậy. Minh Châu 135. Thôi em lấy S đi, em lấy riêng đi. Ừ, rồi, để riêng đi. Rồi cái này là chị Phương Nga 140. Rồi chị Châu là 135. Chị Châu là 135. Chị Châu là 135. Rồi ren trắng 135. Cái này đẹp lắm mấy chị ơi. Cái này không đụng hàng nha. Ai em lấy em lấy à. Cái này không đụng hàng nè. Cái này bấm xám nha. Cái này bấm xám không đụng hàng nha. Mấy chị ơi, nếu mấy chị mặc với quần sọt, mấy chị hay là mặc chị quần tây đóng lên cao tới đây. Quần tây chân váy cao lên tới đây cho em nha, tới vú luôn. Mấy chị sẽ thấy mấy chị lên đồ chuẩn luôn. 130 thôi. Cái này không đụng hàng, một cái thun giấy nè. Xám của chị Trang Huỳnh. Trời ơi, chị Diệu Hân của em. Học dầu. 630. Cái hoa vàng này từ chị em mình là khoảng 65kg mua nha. Nhưng mà 60-65kg mặc được 135. Mấy chị ơi đúng một cái nè, mấy chị nhìn nè. Đúng một cái nè. 60-65kg mua nha. Chị Tâm. Không rộng. Tâm lấy. Không rộng. Không rộng nhưng mà hàng xịn nè em. Em lấy một là em sai nha. Em lấy hai cho Lon đi. Ren Lon còn hai nè. Tâm ơi, ren Lon còn hai em lấy hết không? Nè Tâm ơi, hiểu. Tú Ngô Cẩm vàng 135. Chị Tâm 135 nhân 2 lên. Lấy hết đi Tâm ơi, ngày mai bảo đảm vô chổng vô công ty thấy người, thế nào cũng có người lấy cho mà coi. Vàng 135. Vàng 135 là Tú Ngô Cẩm rồi. Trời ơi, chị tươi dừa đó, thấy ghét. Cái này là size 42. Cái này là mấy chị ơi, cái này là em chỉ biết là hoa rơi 65kg, mấy chị ơi, 50kg vẫn đẹp. Em nói luôn là dù 50kg vẫn đẹp, hoa rơi nha. Hoa rơi 135, em bán tạm. Thật sự, em ai mua được cái này ngon, 65kg. Thật sự luôn, 135 hoa rơi. Cái này hôm bữa vừa rồi không đủ bán, mấy chị. Nay được một cái nè. Một cái S nè. Một cái S nè. Có nữa không? S nè. Nè mấy chị ơi, S là khoảng 55-57kg quay đầu nha. Rồi luôn, lên mã bi giùm em 125 kệ đi, bán rẻ đi. 125 bán cho vui. Bán cho vui 125. Hoa rơi chị tươi 135. Bi 125. Bi 125. Trời ơi, cái này mới đẹp nè. Trời ơi, xám mấy bà ơi. 135 XS nhưng mà 55kg được. Từ 40-55kg được. Chị Dung ơi, chị Dung. Cái này chị Dung hợp. Cái này chị Dung hợp hàng hiệu chị ơi. Sang quá trời luôn. Cái tay nè. Xám 135 chị hơi, chị Diệu Hân ơi, chị lịch sự lắm chị. Cái chất nè. Khoan để coi Diệu Hân lấy không. Bây giờ Diệu Hân không lấy là Hạnh Nguyên ha. Tại vì mình kêu người ta rồi. Nha. Rồi Diệu Hân. Thinh không cảm nha chị ơi. Rồi cái này xanh nè. Đúng một cái mới chết chứ. Hàng xuất dư với mấy chị, nó không có nữa. Quần sọt kaki 140 còn không? Quần sọt kaki 140 hồi chưa còn. Để cho một cái nha. Ngay size em luôn. Rồi cái này là xanh nha. Xanh này dành cho người nào mặc sọt 65kg, mặc jean ôm, quần legging, quần sọt, quần ôm lên. Tại em đang mặc cái này mấy chị, thấy không đẹp. Cái này xanh là dành cho người 60kg hay 65 mua nha. Xanh 135, size này là size số 8. Size số 8 thì 60-65kg mua nha. 135. 135. Trời ơi, cái này lạ nè khách ơi. Cái này màu trắng hả mấy đứa? Trắng hay gì nè. Thôi Lon để 130 đi. Kệ đi. Thấy như vậy chứ mà nó là hàng hiệu nè. Khách ơi, đẹp. Dễ sợ đẹp luôn. 130 thôi. 130 này thì bây giờ 55-57kg hay là 45kg vẫn đẹp là bởi vì cái áo này mặc nó rủ tự nhiên. 130. Kim tươi xanh 100.
35. Rồi 130 ngàn một cái trắng. Thảo Lê đâu rồi ta? Bấm này đẹp. Tấm Trang Huỳnh, trắng Trang Huỳnh 130. Cái này đẹp xỉu luôn, dễ thương lắm, nó đơn giản nhưng mà nó lại đẹp. Nó đơn giản mà nó lại đẹp. Cái chất nó mịn vậy nè. Ở phần dưới nó có bo, khi mấy chị mặc nó thuận tự nhiên, rất là dễ thương. Nói chung là cao là 60kg luôn á, cũng được luôn. Nhưng mà 50kg vẫn đẹp. Rồi trắng Trang Huỳnh, Xuân thấy Long thấy em rồi. Cái ren đẹp á Xuân. Cái vàng này đẹp nè. Hết trắng mới chết. Cái này gì vậy? Ồ cái này đẹp. Trắng dài lụa nè. Cái này là thun nhưng mà thun lụa hiệu nè mấy chị. Trắng dài này là dành cho người nào 55 đến 65 mua. Trắng dài này dành cho người 55-65kg mua. Mà Long để 130 đi. Là thật sự nếu nhận được cái này á, mấy chị bận, mấy chị chỉ biết là ghiền đến ghiền thôi. Nhẹ trời ơi luôn. Trắng dài 130. Rồi cái vàng này đẹp nè Tâm ơi. Cái vàng này sang lờ lẫn mấy chị. 60kg vừa 50 đổ lên. Cái vàng này lên quần tay đen cho Long mấy chị ơi. Cái vàng 130. Mấy chị có tin là em bán hàng hiệu mà em lời không nhiều bằng hàng thường đó đó. Bởi vì hàng thường khi mà cây hàng vậy em bán hết cây hàng em thấy có lời. Nhưng mà em bán cái hiệu này em bỏ vốn cao mà em bán có lời. Mà em thích lắm mấy chị. Tại vì mấy chị nhận mấy chị người nào ứng chứ á. Ngày mai đó đầu người ta sẽ hoảng hồi ừ qua nhận được cái đầm ưng 500 ngàn vừa ý này kia rồi. Em khoái vậy đó. Rồi trắng dài vàng của chị Hoàng Yến 130. Rồi cái này đẹp nè, mã von. Mã von này đẹp nè. Mã von này á, chị Châu mặc sọt cho Lon nha. Cột thành cái nơ ở đây. Lon để 130 thôi chứ thật sự cái này mấy chị ơi, nó đẹp lắm nha. Nói chung là mấy chị thấy như vậy nha, nè nút nè. Nút bọc nè. Mấy chị thấy như vậy nè, nhưng mà khi mấy chị mặc vô nó sẽ đẹp lắm mấy chị ơi. 130 von nha. 130 von này thì Lon nghĩ là 65kg cũng được mà 50kg cũng được, là bởi vì khi mấy chị mặc nó sẽ đổ tự nhiên chứ không có sao hết trơn. Nhưng mà nên 65kg không nên mua. Tại cái kiểu này dành cho người trẻ, người ốm ốm vừa vừa thôi. Nha mấy chị nha. 130 lên mã von cho chị Châu. Đó. Cái này chị Châu mua rồi. Bây giờ mấy chị ơi, 140 cái áo này nha. Mấy chị nhìn nè. Mấy chị nhìn nè. Chị nhìn nè. Hàng hiệu nè. Thấy ghiền không? Chị Châu mua rồi. 140 nha chị ơi. Chị nào lấy lên 140. Von em hết Tướng Nguyễn rồi. Để Lon lên cái khác cho. Nè khách ơi. 140 này là 55-57kg vừa nha. 140, 55-57kg vừa nha. Hồi nãy ai hụt cái này lên đi. Nãy Lon chốt cái này rồi. XL lớn lắm à. 65kg vừa nè. 100, nãy nhìn cái này bao nhiêu tiền à? Nãy được cái giỡn cái nè. 135 hả? Hình như 135 á. Đầu tiên mới vô like là người ta lấy rồi á. Dưới đáy. Von. Rồi bây giờ cái này là lên cho Lon mã. Mã 1. Trăm tư nha. Tú Ngô Cẩm trăm tư là này nhiêu? Đúng rồi 135. Nhưng mà thật sự quá rẻ. Quá rẻ luôn là bởi vì cái này là mấy chị 55kg đến 65kg mặt đẹp nè. Nè trăm tư nè. Trăm tư nè. Là chị Tú Ngô Cẩm lấy á. Rồi chị Nguyễn Nhung bấm 10 là gì ta? Ai à, vậy hả? Không cái này là 135 nha. Chị Nguyễn Nhung rồi cái này 135. Rồi chim tươi mã 135 vừa nha chị tươi ơi. Cái này Tâm mua nha Tâm. Lon có mã hoa. Mã hoa này 135. 135 đổi đi lên. Hết rồi. Mã hoa 135 lên mã hoa. Mã hoa 135 mấy chị ơi. Mã 3, mã hoa F và M. Mã hoa 55, mã hoa 60kg, mã hoa 55, mã hoa 60kg. Em vừa 60kg không? Tú có cảm cái gì vậy ta? Cái áo hồng hả? Cháu hồng hả? Không, 57kg à. Tú Ngô Cẩm không vừa. Vậy chốt Nguyễn Nhung. Vậy là chốt Nguyễn Nhung nha. Biết rồi, 57kg mà chị Tú Ngô Cẩm tới 60 được. Lon nhớ nữa. Vậy là 140 của Nguyễn Nhung nha. Nha Trâm, nha nè. Nè, Nguyễn Nhung nè. Tao đuổi việc mày à nè. Mày lậm, mày chậm quá. À, na mò quá. Vậy hả? Không, nhưng mà ý là Tú Ngô Cẩm có vừa mắc không? Hoa S hoa M. Hoa S hoa M. Hoa S hoa M.
hoa 58kg cho Nguyễn Thị Mỹ Cưa, Mỹ Chương, kèm số cho Lon chị M là vừa rồi. Kèm số cho Lon chị ơi. Tâm lấy hoa S nè. Chị Tâm lấy hoa S. Cái đó là 135 em ơi. Chị Tâm lấy hoa S là cái này nè. S55 quay đầu, M là 60kg nha mấy chị yêu ơi. Tại vì cái tông này là hàng xịn nó bự lắm. Nè mấy chị ơi, cái này đẹp nè mấy chị. Cái này lên cho Lon mã 1, mã 2, mã 2. Mã 2 này đẹp nè. Mã 2 này Lon nghĩ là 55-57kg thôi nha. Size S nè, mà mấy chị hay Michael Kors đó bỏ hiệu rồi nè. Mấy chị thấy không? Xuất Mỹ mà nghĩa là dư. Bỏ ra là nó không bao giờ mà nó để cho thấy cái hiệu đâu. Để giờ người ta làm ăn nữa nó không có để hiệu đâu. Nguyễn Nhung, rồi rồi Lon biết rồi, Nguyễn Nhung này Lon biết rồi. Nguyễn Nhung ghé phải không? Phải không? Em, nó ghi Nguyễn Nhung ghé phải không? Rồi là để cho mẹ nha. Rồi 130.000 chốt dùm Lon mã số 2. Mã số 2 này mấy chị đóng thùng cũng đẹp nha. Duyên Kim nhận được cái này là ok, mã số 230. Duyên Kim số 230. Trời ơi cái này đẹp nè, hoa vàng. Mấy chị bấm hoa vàng L là 65kg vừa, 60 đến 65. 60 65 135 mấy chị ơi. Cái này là hoa trắng này, hoa vàng nè. Hoa vàng L là 60 đến 65kg mới đẹp á nha. Mấy chị, cái này mới đẹp nha. 60 65kg mới đẹp nha. Cái hồng nữa nè. Cái hồng này đẹp nè, cái hồng 65kg vừa nè. Cái hồng này 65kg vừa luôn, 2XL 70kg vừa luôn. Cái hồng 65 70kg mới mua nha, 135. Trời ơi cầm lên một cái nó nhẹ như tơ tầm ông nội ơi. Hoa vàng cho chị Nguyễn Nhung 135. Hoa cái hồng này là 135 70kg vừa. Còn cái xám hàng hiệu nè. Cái xám này dành cho người nào khoảng 55 trở lên đến 65 quay đầu. Nghĩa là cái này đó khi mà người mập á, người ốm gì cũng đẹp nha. 135.000 mấy chị nhận đi là chỉ biết ghiền là và ghiền thôi nha. Nói chị ơi, em nói thật lòng với mấy chị ra ngoài không bao giờ ai bán chị dưới 200.000 cái áo này. Xám 135 chơi cho vui. Đẹp lắm nhận đi. Cái này là bi vàng nha. Bi vàng sen L 60 quay đầu. Bi vàng sen L 65 quay đầu. 135.000. Bi vàng chốt giùm Lon nha. Đồ nhiều rồi ship về Bình Chánh giùm em. Dạ chị tôi gửi về dưới rồi á. Chị tôi ơi, chị, em gửi về rồi thì bây giờ chị ghé nhà chị phượng giùm em nha. Để chị có gì em đưa số cho chị. Nè, cái này xanh 135 Tâm lấy đi Tâm. Cái này quá trời đẹp luôn, hôm bữa kỳ trước Lon về đúng một dành quá trời, hôm nay được một nữa. Nè mấy chị nhìn nó vậy nè. Xanh này là dành cho xanh này phải không? Xanh này là size XL 60kg vừa. Nhưng mà 50kg vẫn được là bởi vì nó rũ. Nha, cái nào nó rũ nhìn nó ốm nè. Xanh 135 hơi bị đẹp nha. Xanh 135 hơi bị đẹp luôn. Ôi sơ mi còn cái nào nãy hụt vậy? Ôi không nhớ rồi. Sơ mi 60kg vừa. Đó, đổ thì Lon xanh là 135 đó đó. 60 65kg cũng được. Sơ mi 60kg vừa, sơ mi form dài mà nó tòn vậy nè. Mấy chị nhìn cái sơ mi vậy mấy chị lên cho em cái quần riêng mấy chị đi chơi với chị lịch sự luôn. Quần sọt cho em luôn cũng đẹp luôn. Ủa tao mặc chi hai ba lớp vậy trời, này của chị Nhung BT nè. Tự nhiên tao mặc chi hai ba lớp à. Nhung BT nè. Chị Châu. Chị cái trong chị Châu, cái này Nhung BT. Cái này Nhung BT, cái trong chị Châu. Phải không? Ô không, bảy bảy, không có. Đúng rồi. 77 rồi sơ mi 140 mấy chị ơi, bận lên nó ngộ lắm, bận lên nó ngộ lắm nha. Bận lên nó ngộ lạ lắm mấy chị. 60kg quay đầu rồi. Có một cái màu này đẹp nè, cái này bấm đi chị ơi. 135 cái này đẹp, màu nho, màu nho mà lạ lắm. Khi mấy chị mặn vô thì mấy chị mà xem mờ nè. Xem mờ thì bây giờ Lon nói luôn là cái vụ như bây giờ 50-60kg mặc được cái này. 50kg bận được, 60kg bận được. Khi mấy chị bận vô mấy chị cột cho Lon ở đây thành cái nơ. 135 màu nho. Màu nho rất là tây nha. Màu nho này sang là trắng da nè. Sơ mi cho chị Duyên Kim 140. Von 135. Mấy chị ơi, đóng thùng thành hot girl cho Lon nha. Xả ra thành quần sọt, đóng thùng thành hot girl cho Lon như vậy.
Em nói thiệt với mấy chị, em đủ thời gian mặc cho mấy chị coi, nhưng mà nó đẹp trời ơi luôn. Nó đẹp trời ơi luôn. 135 cái nho này nha mấy chị yêu nha. 135 cái nho này cho lon nha. Cái này là để phơi đồ nhét vô trong nha. Nha mấy chị đó. Trời ơi mấy chị ghiền luôn. Rồi cái trắng này đẹp nè mấy chị yêu ơi. Trắng này là 125 ngàn. Mấy chị ơi cái này có 1 cái nha. Size này là size XS nhưng mà 55kg vừa. Màu trắng này đẹp nè. Mấy chị mặc vô mới biết nó đẹp nha. Cái trắng này có gỗ vậy nè. 130 ngàn. Cái này là mã cặp. Nó có 2 cái vậy nè. Cặp này Long để cho khách mình là 135 luôn. Cặp 60 quay đầu nha. Mấy chị nhìn nè. Cái cặp này rất là sang nha. Người trẻ là cũng được. Nhưng mà hợp với lại người trung niên và lớn tuổi cũng được luôn. Mấy chị nhìn nè. Mấy chị nhìn nè. Ra ngoài mấy trăm em không biết. Nhưng mà em bán 135. 135 60kg vừa. 135 60kg vừa. Một cặp như thế này. Ôi ôi em thiệt mấy chị nhận đi. 135 60kg vừa. Rồi bây giờ em ngưng áo lên đầm tiếp cho mấy chị yêu nha. Ủa hồi nãy cái đầm đó rồi cái bạn đó chưa like, lôi lại giùm lên lon cái đi nha. Em like cái đầm nữa là em nghỉ nha mấy chị yêu ơi. Like cái đầm nữa nghỉ nha. Gì? Đúng rồi bạn này chưa like cái gì á. Đúng không? Bạn này chưa like nè. Rồi lon like bịch đầm đó lon nghỉ nha. Tại ngày mai 10 giờ lon phải like lại rồi cho nên là bây giờ lon nghỉ sớm. Cặp cho Hồng Lam 135. Trời ơi chị Hồng Lam nhận đi biết. Hồng Lam có số chưa? Có. Ê coi chừng mất cái áo trong. Lon like hết bịch đầm này lon nghỉ nha. Sáng ngủ dậy nước mắt ra là bắt đầu là có tới giờ like rồi đó. Lẹ lắm. Nè. Cái đầm này á, lon chốt cho khách yêu mình á, là 340 hả? Cái đầm này cô Duyên Kim mua nha. Cái đầm này cưng xỉu luôn. Nè, mặt nó rũ nè. Cái đầm này lon chốt từ 40-55kg. Rồi mấy chị ơi, 340 bây giờ lon để khách yêu mình là 250. Kệ đi. 250 luôn, kệ đi. Kệ đi nha, 250. Hà xuất nha mấy chị yêu ơi. Rồi cái này xanh 250 luôn, chơi không? Xanh 250 phơm 55-56kg quay đầu nha em nha. Đó. Xanh 250, xanh 250. Xanh 250. Ủa cái vàng nè mấy chị ú hồn không? Vàng nè chị ơi, vàng nè. Mấy chị ơi vàng này rất là dễ bận nha. Vàng 400 luôn để khách yêu mình là 300 luôn đi rồi. Vàng 400 luôn để 300 đi, kệ ai mua trước đừng la nha. Vàng này dễ bận lắm, nghĩa là người nào 55 hay 50kg vẫn được nha. Nè em chồng sơ cái cho mấy chị coi cái vàng nè. Mấy chị nhìn nè. Hàng hiệu đẹp lắm mấy chị yêu ơi. Tâm nó lấy cái đầm vàng tiểu thơ này đi biển chơi nè. Vàng nha mấy chị yêu nha. Vàng tiểu thơ nè. Giờ còn nhiều lắm mấy chị mà lên không có nổi. Lên không có nổi. Vàng nó để 300. Vàng nó để 300. Hồi sáng Long like cái đầm này là có người hết 2-3 người lấy rồi. Giờ Long còn cái đầm beo này. Thì cái đầm beo này là mấy chị trong đây có chị nào mà đầm lấy beo lớn thì lên cho em nha. Vàng cho chị Châu 150. À Dương ơi 300. Ủa nãy nói Dương 300. Vàng cho Châu 300. Lấy số nhỏ này, lấy số này được rồi. Vàng cho Châu 300. Trong đây có chị em mình nào mà 75kg hoặc 70kg không thì lấy cái này đi, lon để 3,5 thôi. Hồi sáng chị Châu lấy 2 cái rồi nha khách ơi. Mấy chị ơi, 75kg mà lon thử cho mấy chị coi nè. Là nếu mà người nào bận vô làm cho người ta ốm liền. Là lon, mấy chị ơi, 3,5 nè. Tại vì cái người mà 52kg bận đồ của người 75kg sao đẹp được mấy chị. Nhưng mà em thử cho mấy chị coi biết dán đồ. Bởi vì bây giờ không còn cái nào hết trơn. Hết hàng luôn rồi nha. Đây mấy chị,
Thí dụ như bây giờ cái người nào 70 hay 75 kg thì mới mua. Hoặc là 65 kg cũng được. Hoặc 65 kg cũng được nha, bị gì nó có cái giảng ở đây. Thì bây giờ thí dụ như cái người mà nè, em hình dung đi, ví dụ như bây giờ cái người mà khoảng 65 kg đi, 65 kg là vậy nè. Còn ví dụ như 70 kg là vậy nè. Rồi 75 kg là vậy nè, nó chặt hơn xíu, vừa hơn xíu nữa, nó đẹp hơn nữa mấy chị yêu nha. Đó, 350 cái đầm beo này là hết luôn rồi nha. Không còn cái nào. Đó, mấy chị nhìn nè. Mấy chị thấy không? Là em hình dung cho mấy chị coi thôi, chứ hồi sáng ta lấy size đúng là nó phải đẹp hơn. Em lấy đúng size nó phải đẹp hơn, còn riêng cái đầm này là size số 16, 14 vậy á. Là người bự lắm mấy chị yêu nha. Rồi, mấy chị nào lấy cái đầm beo lớn này thì comment lên nha, 350. Mấy chị ơi nó vải nó đẹp lắm, mình có đăng hình rồi đó. Đẹp lắm. Beo lớn nha mấy chị ơi. Rồi, em nghỉ nha. Phi ơi. Nhiều thứ lắm. Nhiều lắm mà lên không nổi. Nhiều lắm mà lên không nổi. Đâu có hết nổi. Bây giờ áo nó cũng chưa lên hết nữa nè. Nè mấy chị coi thổi thất bên trong thấy ghiền không? Mấy chị thấy là mua được hàng hiệu nhà em mà chỉ có giá này thì quá rẻ rồi. Nha. Rồi em bye bye mấy chị nha. Còn nhiều lắm mà đâu có lên nổi đâu. Để Long thử cái trắng này coi, trắng này là đứt hàng rồi nè. Nhưng mà cái trắng này là hàng 500 nè, giảm 400 đi. 55 cái về nha. Rồi nghỉ nha mấy chị. Nè mấy chị không, trước khi mà gửi dây kéo là ở đây nó có cái ngàm riêng. Cái trắng này thì 55 kg là chuẩn rồi, nhưng mà nếu tướng đẹp thì hơn xíu á. Này 500 Long bớt 100 ngàn còn 4 nè. Không cần suy nghĩ nha mấy chị ơi, không bao giờ đụng hàng cái này đâu. Em mặc trong đây mấy lớp luôn á. Em mặc trong đây mấy lớp nè. Rồi mấy chị ơi, 55-57 kg vừa nha. Nè mấy chị nhìn nè, 55-57 kg vừa nha, 60 kg không vừa. 55-57 kg vừa. Em cảm ơn chị Diệu Hân nha. Rồi em ưu tiên cho cái này 400 ngàn. Trời ơi. Nè mấy chị nhìn nè. Thí dụ như cái người mà rộng chật hơn em là nó sẽ đẹp hơn đúng không? Ví dụ như cái người mà bự hơn em chút là vừa nè. Em 52 kg, người nào 55-56-57 ok. 55-56-57 ok. 55-56-57 ok nha. Na gọn gọn đi con. Gọn đi con, gọn mấy cái chỗ đó đi rồi nghỉ. Về. Bye bye mấy chị. Đó. Cái áo 400. Áo gì nãy hả? À. Bye bye chứ Châu. Đã 400. Trời ơi. Biết sao không? Tao tưởng chỉ có rồi, tao không dám kêu. Tao có nhớ đâu. Tao có nhớ cái đầm này đâu. 400. Rồi bán được gì Châu, mày cười hí hí đi vậy nè. Trời đất ơi. Ờ nãy con Nhung BT nó hỏi cái đầm trắng này có size nó không. Là không rồi. Trắng này ren trắng nè. Ren trắng này là size số 2 là 55 kg nè mấy chị yêu ơi. Ren trắng là 560 luôn, để nhiêu ạ? Ren trắng này luôn để nhiêu ạ? Ren trắng nãy để Châu nhiêu ạ? 480 phải không? Rồi mấy cái đầm này là em chốt 55 kg là 480 nè. Size số 2 là Châu vừa 55 kg nè. Đầm đó đẹp quá. Dạ đẹp. Cái này cũng đẹp nữa nghe. Hàng tép là 560 mà sao không đẹp được. Hàng tép mà sao không đẹp, hàng hiệu mà. Ừ, hàng hiệu mà sao không đẹp được chị yêu ơi. Đó. Cái này mấy chị mà mua cái này là mang đôi dài ha. Phối hợp cho nó một cái túi xách nữa. Là ra ngoài là sang chảnh luôn. Đó, sang chảnh luôn. Bây giờ cái này là chị Châu chưa có nữa ta. Ở này Châu cũng vừa. Cái này là size số 0 là hơi nhỏ, là hàng tép luôn nè. Cái này là xanh nha mấy chị ơi. Cái này là size số 0 thì dưới 50 kg, 50-48 kg thôi. Đó, bây giờ cái này là ưu tiên cho một người lon lỗ cũng được, 400. 560 bán 400 luôn. Mấy chị ơi, hàng tép luôn nè. Nhưng mà nó nhỏ, tại vì số 0 này lon khó bán quá, lon ưu tiên cho người nào. Nói chung là 48 trở lại là 45 trở lên là chuẩn nha. Đó, số 0 này là không dám chốt 55 đâu, 52 đâu. Nó hơi bị ôm. Rồi lo ai ưu tiên, em lấy ưu tiên cho cái này 400. Cái này là nó, cái tay nó bên đây nó dày, bên tay nó dày khác nhau nha. Nó khác nhau nha mấy chế. Nó khác nhau nè. 400 ngàn, cái này là tại size số 0 nó hơi nhỏ. Rồi, đấy. Bye bye. Bye bye mấy chế nha.